Thủy ra đi nha. À. Có được chia sẻ màn hình không? Rồi, ok. Em Thủy Dương là cầu nguyện. Dạ. Cha ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen cha. Mỗi ngày cha cho chúng con có lòng khao khát để mà khao khát để đến với ngài, khao khát để thờ phượng ngài trong thần, trong thánh linh và trong chân lý và lẽ thật. Cảm ơn cha. Lòng của chúng con mỗi ngày luôn dạt dào tình yêu của Chúa Jesus Christ con cha. Để sự sống cũng như sự chết Chúa, chúng con trải qua mọi thập toàn. Bởi vì chính Chúa ngài là con của Đức Chúa Trời mà còn phải học biết vâng phục ngài cho chúng con mỗi ngày, đồng đi với ngài, đánh đồng với ngài và đặc biệt rằng là vâng phục Chúa, vâng phục thập toàn và vâng phục cho đến thập toàn Chúa. Cảm ơn Chúa, ngài đặt để anh chị em của chúng con đặt cái ở bên trong chúng con sự lòng khao khát ngài, sự lòng hầu việc ngài và đặc biệt rằng để mà hoàn thành cái sứ mạng tiền định của chúng con trên đất này. Chúng con cảm ơn Chúa giờ đây chúng con đến để dâng lời ca tiếng hát để ca ngợi ngài với cả tấm lòng của chúng con dâng lên cha. Chúng con cảm tạ và ngợi khen cha trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. 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 Ta cùng nhau đồng Chúa bài hát khát khao dòng nước. Nhìn nơi kia khát khao dòng nước, mắt như con thèm khát chính Chúa Cha. Con ơi, lòng con đang đây chìm trong trời, đến bên cha và thờ kính cha đời đời. Linh con tâm linh con chim nơi ngài, chim chúa dẫn đưa con ngồi ngài, lòng con đến đây chỉ mong chờ được đến bên cha mở thờ kính cha đời đời. Lòng con trong mộng nơi ngài, như thế nơi kia thành nơi siêu tròn mang em. Lòng con mong mong được chờ chim hướng chim Giê-xu đến thờ ngài. Chỉ có Chúa đứng con và chỉ có Chúa tâm linh con thơ. Lòng con mong muốn vào chim ngưỡng Chúa Giê-xu và đến tôn thờ ngài. Chúa đấng
đi có chờ lòng con luôn mong được vào chim với Chúa sẽ sưu ba để con thờ ngài. Chỉ có Chúa đấng cho nửa con chưa và chỉ có Chúa đấng tâm linh con thờ lòng con luôn mong được vào chim với Chúa Giêsu ba đem tôn thờ ngài. Chỉ có Chúa đấng con nửa con chưa và chỉ có Chúa đấng tâm linh con thờ con luôn mong được vào chim với Chúa Giêsu ba đem tôn thờ ngài. Hallelujah, cảm Chúa. Chúng ta chấm dứt Chúa Giêsu là đáng mà chúng ta khao khát. Đây. Chúa con khao khát ngài, đời con đây dâng cho ngài. Chúa con khao khát ngài, bằng tất thân này, Giêsu ơi, xin nhận lấy ngài, xin ban cho con kính thờ ngài, xin ban cho con thần của Chúa, xin ban cho con kính thờ ngài, xin đổ đầy Chúa ơi con cầu xin. Lạy Chúa con khao khát ngài, con trái tim chân thành con đây dâng cho ngài. Lạy Chúa con khao khát ngài, con khao khát ngài, Giêsu xin ban nhân xin ban cho con ơn dâng ngài. Xin cho con Chúa, xin cho con Chúa ơi, con cầu xin, xin ban cho con sự kính sợ ngài, xin ban cho con thần của Chúa. Lạy Chúa ơi con cầu xin, xin đổ đầy Chúa ơi con cầu xin, xin đổ đầy Chúa ơi con cầu xin. Mẹ mời chị thầy. Kinh Thánh đi nha. Roma 8. Em ơi. Dạ. Roma. Chú Trung. Chú Trung. Roma 8. Có chưa? Năm. Từ 5 đến 17. Em đọc. Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Và chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an. Về chăm về sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được.
Và những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Vậy nếu Đấng Christ ở trong anh em thì thân thể chết nhân cớ tội lỗi, mà Thần Linh sống nhân cớ sự công bình. Là nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. Vậy hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc loại xác thịt đâu, đặng sống theo xác thịt. Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết, xong nếu nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể thì anh em sẽ sống. Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con của Đức Chúa Trời. Anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng Abba Cha. Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Là nếu chúng ta là con cái thì cũng là kẻ kế tự Đức Chúa Trời, và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn là chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài hầu cho những cũng được vinh hiển với Ngài. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ, qua cái phân đoạn lời Chúa hôm nay thì tất cả các thư của sứ đồ Phaolô, ông hầu hết là luôn hay nhắc về cái đời sống trong Đức Christ. Ông luôn nói từ Roma, Ephesians, Corinto, rồi Galat, tất cả là ông nói là xác thịt là phải chết thôi, mà phải sống theo Thánh Linh dẫn dắt thì mới có sự sống. Thì cái xác tinh lành thì cũng rất là hay, là kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự về xác thịt. Chăm là chắc là chăm sóc cho nó ha, chăm chút cho nó đấy. Còn kẻ mà sống theo Thánh Linh đó, thì luôn chăm về những sự thuộc về Thánh Linh. Phải để làm cho Thánh Linh được đầy dạy thì thuộc về Thánh Linh, để Thánh Linh dẫn dắt, để vừa muốn vừa làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Còn cái kẻ mà sống theo xác thịt thì cứ làm theo ý riêng của mình thôi, và làm theo ý riêng của mình là liên minh với những cái Babylon, rồi bắt đầu là làm cho làm theo cái ý muốn của con người cũ đó, cái con người phải chết đó. Con người này là con người mà phải đập nát mỗi ngày và phải diệt trừ nó mỗi ngày. Chúa nói rất là rõ, đã về xác thịt thì sanh ra sự chết, xác thịt là chết. Còn xưa kia nếu không đọc lời Chúa thì đâu thể mà biết được những cái lời phán rất là rõ ràng mà Chúa rõ ràng như vậy đó. Tại vì đi nhà thờ nó không có liên quan gì tới đức tin hết. Bước ra khỏi nhà thờ là nó không có cái dính gì miếng da trong cái con người xác thịt hết, vẫn sống như vậy thôi. Nhưng mà Chúa nói rằng là xác thịt là dẫn đến sự chết, và nó đã có sự chết ở bên trong rồi. Vậy chết thuộc linh đó, chết rồi. Mà người mà chết thuộc linh thì giống y như người bị sốc. Em nhìn thấy giống như là người mà bị liệt á. Bên ngoài thân xác thì có cử động vậy thôi, nhưng mà linh hồn thì nó gọi là ngồi xe lăn mà bị liệt rồi, thì làm sao mà sống được. Thì nếu mà mình không để cho Thánh Linh dẫn dắt thì mình cũng là sự chết rồi. Thì giống như Phaolô nói là anh em chớ làm phiền lòng Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì chính người là đóng ấn. Giống như là
thầy giáo có từng nói là con người rất là cái khí của con người nó rất là mạnh, người có khi mà đuổi thánh linh đi như vậy, xác thịt đó, đến mức như vậy làm thánh linh không ở được thì phải ra đi đó. Cho nên ở cái mức độ mà anh chị em mình đã được tái sinh rồi để nhận được tin mừng vương quốc là một cái trọng trách rất là lớn và cao, và được và Chúa cũng đào tạo trong cái đội quân đặc nhiệm như thầy giáo, là luôn có một cái niềm đức tin xác tín rằng là có những ngày sâu rót là mình luôn đi đâu mình cũng có một cái đội đội hình rồi, cái đội ngũ đội hình rồi, cũng như là cái dân tộc Việt Nam của mình mà Chúa bắt đầu là khôi phục và đổi mới, lật đổ hết tất cả từ tôn giáo cho đến cái chế độ quỷ cộng sản, là Chúa làm lại một cái đội hình, là phải có một cái đội hình mạnh của Chúa để mà Ngài làm trên cái đất nước Việt Nam cũng như trên cái mỗi con người Việt Nam trên trên khắp nơi. Mà anh chị em mình vẫn khao khát cho tất cả những người Việt Nam trên đất này để mà họ cũng được sinh lại và cũng được Chúa Thánh Linh là Ngài và đứng dẫn dắt. Vì nếu vì sự chăm về xác thịt thì nghịch với Đức Chúa Trời. Nghịch nghịch có nghĩa là chống lại, nghịch lại đó, phản nghịch cùng với Đức Chúa Trời, không phục tùng Ngài, chống lại Ngài. Vì sao gọi là tà giáo? Tà giáo là kẻ mà đi 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 chặt cái sự dạy dỗ của lời của Chúa, vừa tà giáo mà còn vừa là kiêu ngạo nữa. Còn những kẻ mà rất là kính sợ Chúa và đi theo cái đường dìm mối của Chúa và khao khát để làm cái lời của Chúa, thì cái con mấy con Babylon thì nó nói mình nó là cái kẻ kiêu ngạo, mình tự hào trong Chúa nên mình phải nó đi ngược như vậy. Nhưng mà những kẻ nào mà không để Thánh Linh dẫn dắt và thì kẻ đó là nghịch lại Đức Chúa Trời. Còn Thánh Linh mà dẫn dắt thì luôn sinh ra sự sống và bình an. Cảm ơn Chúa. Em tin chắc rằng Thánh Linh cũng đang dẫn dắt thầy giáo mình, cho nên bình an mà cứ cười khè khè. Và những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Paulo khẳng định như vậy thôi. Thì mình biết rằng mình ở vị trí nào trong Đức Christ để mình lấy cái thẩm quyền đó, là mình phải đập nát cái con người xác thịt, chứ không bao giờ mà mình không bao giờ mà mình nói mình lý luận mà bào chữa cho nó. Mình đã phạm tội rồi thì mình phải thật sự ăn năn và khốn nạn, và giống như là nhờ thánh cậy và Thánh Linh để mà ăn năn. Và khi tan vỡ cái trong Thánh Linh nó rất là đã lắm, chứ không phải là đi xin tội mà đi vô để mà xưng tội một cái là ai đó đã tha tội cho mình, và mình không biết là đứng mà ở trên cao còn hơn là cái kẻ ở trong thế gian này là tha tội cho mình. Hồi xưa thì ở trong cái hệ thống thì nó như là một cái máy vậy thôi, cứ phạm tội cho đã đi, là tới ngày tới tháng là đi vô để mà xưng tội ra, cái là vừa bước ra khỏi cái sự xưng tội đó là cũng con người như vậy thôi. Nhưng ngày hôm nay Chúa ngài cho mình biết được phân biệt ra rất là rõ ràng, và cái sự giá trị của cái người mà được sinh lại như vậy là không thể nào sống theo xác thịt được, bởi vì sẽ không được làm đẹp lòng cha. Về phần anh em, cảm ơn Chúa. Về phần anh chị em mình, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh chị em mình thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng sống theo Thánh Linh. Và xong, nếu ai mà không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Chúa Giêsu, chẳng thuộc về Chúa Giêsu. Ôi Chúa ơi, bao nhiêu mà ngày tháng chỉ mới dọn dẹp khi cầm cuốn phúc âm trong tay và lời Chúa mới biết Thánh Linh là ai, vai trò Thánh Linh. Còn cả một cái cuộc đời mà khi sanh ra mà ở trong một cái tôn giáo không thể nào mà được chạm tới Thánh Linh là như thế nào thì chẳng là đâu thể nào thuộc về Chúa Giêsu được đâu.
À, cảm ơn Chúa. Ngày hôm nay nhờ Thánh Linh là đứng ấn chứng và chính Thánh Linh là làm cho tâm trí mình biết rằng mình thuộc về Chúa, Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Giêsu đã chết và sống lại cho mình. Vậy nếu đứng rít ở trong mình thì cái thân thể mà mình đã phạm tội á, mà thần linh sống nhân cớ sự công bình, và thì khi mà cái thân, khi mà đứng rít ở trong anh em á, cái thân thể mà cái hay phải chết về tội lỗi, đã tội lỗi rồi á, thì thần linh phải làm cho mình sống và được công nhận mình là công bình. Là nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ cho cõi chết thì quả thật là như vậy. Thì chính cũng Đức Thánh Linh đó cũng làm cho con người của mình đã từng chết rồi, không biết, chỉ biết tôn giáo chứ không hề biết về 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 sự thương xót của Đức Chúa Trời và ơn cứu độ của Chúa Giêsu và quyền năng của Thánh Linh như thế nào. Thì ngày hôm nay chính cái Đức Thánh Linh này đây nè, đã làm cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, thì Ngài cũng làm cho cái thân xác phải chết mà về tội lỗi của con phải trở thành một con người mới, con người được sinh lại đó. Là cái thứ rác rưởi mà cái thứ xác thịt nó đã chết rồi. Nó chết và nó mỗi ngày là mình cũng phải đập diệt nó mỗi ngày. Đập và chà nát, khinh thường, khinh bỉ nó, chửi, chửi rủa nó. Cấm nó không được nói. Không được biện hộ nữa. Vậy câu 12, vậy hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt đâu, nợ xác thịt đâu, để mà sống theo xác thịt. Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết. Không có lặp lại đến mấy lần như vậy, phải chết. Sống theo xác thịt thì phải chết. Xong nếu nhờ Thánh Linh làm cho chết đi cái việc của thân thể thì anh em sẽ sống. Cảm ơn Đức Thánh Linh. Chính Ngài Thánh Linh ạ. Ngài sẽ nhắc nhở cho con biết và cáo trách. Và làm cho nếu nhờ Thánh Linh thì mới làm sống được. Cậy vào xác thịt thì không thể nào. Còn nhờ Thánh Linh thì Thánh Linh sẽ chỉ cho biết rằng cái nào được đẹp lòng Đức Chúa Trời và cái nào là cái mà để dẫn đến sự chết. Để mà Ngài cho cái, để phân biệt, chứ cũng không có đổi thừa bất cứ ai được nợ được hết mà biện hộ. Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con của Đức Chúa Trời. Amen. Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi tầng còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó mình kêu lên hai tiếng Abba cha ơi. Là chính thần, chính Thánh Linh để mà chứng minh cho mình, chính Thánh Linh đích thực làm cho cái tâm trí của mình đó là thay đổi tâm trí. Bởi vì Paulo nói là hãy thay đổi tư duy tâm trí, và cái tâm trí này luôn luôn lúc nào cũng phải nhớ rằng là thuộc về Đức Chúa Trời, là con người mới rồi. Bởi vì cho nên mới rên xiết và mới kêu được ba ba đó, cha cha, cha ơi, cha ơi, là như là kêu một tiếng rên xiết cách rất là thiêng liêng, và như cái người con mà kêu gào với cha, nó cần gì, cần điều gì trong cái lúc mà mình những cái công việc của Chúa khao khát sự bày tỏ của Ngài để mà muốn triển khai cái công việc đó ra đó. Hay là có những lúc mình bị bế tắc vì những cái mà mình không có trình bày được đó, chứ không phải là kêu Chúa ơi là cứu cái này, giống như hồi 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 gì hồi xin cấp cứu gì kiểu mà emergency á, kiểu mà cấp cứu kiểu như thầy giáo kêu cấp cứu, nhưng mà mình không còn ở cái trạng thái đó nữa. Mình ở cái trạng thái là mình bày tỏ vương quốc, và có những lúc mà mình bị kẹt thì mình mới kêu cứu về cái phần mà mình chưa được hiểu rõ đó, mà về những cái lời lẽ khôn ngoan thôi. Câu 16, chính Đức Thánh Linh là chứng thực đó, làm cho lòng của chúng ta
lòng cho chúng ta ý thức rằng là chúng ta là con của Đức Chúa Trời, và còn không còn phải sinh ra bởi về cái khí huyết của nhục thể, và nhưng mà sinh ra bởi Cha, là chính Ngài chứng minh cho mình. Thánh Linh đó. Thánh Linh lại, nếu chúng ta là con, Thánh Linh là của cầm xác nhận mình là con rồi, thì đó, Đức Chúa Trời là Cha chẳng thiên vị. Chúa Giêsu có cái gì Ngài cũng truyền cho mình như vậy, tuyệt vời. Lại nếu là con cái thì cũng là kẻ kế tự, kế tự, được thừa kế với anh một anh đứng đầu nhà Cha là Đức Chúa Giêsu Christ, và kẻ kế tự Đức Chúa Trời, và là kẻ đồng được kế tự với Đức Christ, miễn là chúng ta cái câu này nữa nha, chứ còn cứ đòi kế tự với cầm cây chuẩn sắt không mà không muốn là chịu đau khổ với Ngài, mà mỗi ngày cũng phải mặc lấy sự chết của Ngài, mà sự chết phải sự chết. Amen. Chết đi cái con người cũ, chết đi cái con người cũ, con người mà cái tôi phải cho mình là đúng, mà bắt đầu là biện hộ cho mình hay làm đủ mọi cách để mà đỡ bị gọi là bị quê á, con hay có cái kiểu đó. Bởi vì ngay cả cha mẹ của em, thật sự em cũng thật sự biết rằng là em, ba mẹ của em và tất cả những người trong gia đình của em biết được cái sự đổi mới của em một cách quá ngoại mục. Mọi người chấp nhận, nhưng mà mọi người chỉ không chấp nhận rằng là em không theo cái tôn giáo, bởi vì em đã phục vụ quá vẻ vang như vậy mà em bỏ một cách như vậy thì gia đình của em nó bị mặt mũi thôi, chứ không phải là gia đình em không chấp nhận điều đó. Và chỉ có mặt mũi như vậy thì không thể nào. Mà cảm ơn Chúa, em tin chắc rằng Chúa Ngài sẽ, như Chúa nói rằng Ngài đến năm trước Ngài phán xét và thế gian thì Ngài phải phán xét nhà của Ngài là hội thánh, và từng trong gia đình là như vậy, Ngài cũng sẽ làm cỏ sạch từng những thành viên gia đình của em, trong đó có em nữa. Đó. Rồi để cho cảm nhận được cái sự đau đớn của Chúa thì mới được vinh hiển. Hôm nay mình em cũng chia sẻ những cái lời của Chúa theo cái sự Chúa cho em hiểu bao nhiêu thôi, còn nếu chút nữa anh chị em bất cứ ai mình có thể học hỏi thêm, em bổ sung và em học thêm. Hôm nay mình cầu nguyện cho cái nhu cầu của mình ha. Mình có những cái nhu cầu gì để được Chúa Thánh Linh, cùng với Chúa Thánh Linh để cầu thay, nguyện giúp những tiếng rên xiết ở trong lòng để trình bày lên với Cha, Áp Ba, Cha ơi, và kêu gào với Cha. Thầy giáo. Alo. Sao nghe nhu cầu thầy. Nhu cầu của mình nhá. Ấy hôm qua nhu cầu ấy, hôm qua nói chuyện với anh chị em ấy, anh chị em tôi nói cho các anh em biết nhé, các chị em mình đáo để lắm đấy. Nhưng là sao thầy nói như vậy mà chưa cái trình bày rõ ràng rồi mất công nam đấy, nghĩ là đáo đề lắm, các chị em đáo đề lắm. Các chị em nhờ đáo đề có nghĩa là rất là thương thầy giáo anh em, rất là thông minh đấy, rất là mạnh mẽ đấy, đáo đề lắm, dẫn quân đến hỏi ra lẽ luôn, không phải hỏi tội mà hỏi bắt phải khai ra đủ các thứ trên trời dưới biển gì đấy. Coi như anh chị em đã ăn chưa. Không biết con bé sao rồi, con bé không vô. Bé không biết vô. Chị bé hôm qua vẫn còn thức muộn mà. Thì đứa con nó còn hò hét cái gì, nó nhắn tin gì đấy. Đi đâu đấy, đi đâu bây giờ không đi đâu. Giờ thì đâu có đi đâu được đâu. Giờ lóc hết rồi đâu. Dặn chị cứ ngồi chỗ nhà thôi. Nơi vâng. Im nhất thôi. Vâng. Giờ này là bất động rồi. Giao cho Chúa đi.
Chúa có cách khác. Chúa có cách tuyệt vời. Chúa có cách, có nghĩa là biệt riêng đủ cách đúng không? Bách bắt biệt riêng là biệt riêng định dịch, biệt dịch bệnh, biệt bệnh liên chiến tranh. Chị bé đã quá. Vui nhất là chị bé khỏi đẩy xe đi đâu hết. Mà hiện bằng dịch bệnh nó không bằng chiến tranh cơ. Đấy. Dịch lệ cũng đấu lại đâu. Dịch lệ họ đi tiếp mà, nhưng chiến tranh thì không được. Chiến tranh thì phải ngồi chỗ rồi. Có tờ giấy nghiêm, có thiết quân luật đủ các thứ. Còn dịch bệnh thì người ta vẫn mò ra đường hoặc tìm đồ ăn gì gì đấy. Còn chiến tranh không được. Nhưng mà thầy ơi, em thấy chú cũng chọn thầy cho chị bé thầy ạ. Dạ. Thầy đang ở đó mà chị bé cũng ở đó đó thầy. Dạ. Dạ. Có chứ, đã ơn chưa? Nên chị mạnh mẽ lên. Nên chị mạnh ấy, chị mạnh mẽ. Cô mang nhau á, thầy cô mang. Đúng rồi, chị phải mạnh mẽ lên. Để chị mạnh mẽ thêm đấy. Chị phải qua những thử thách này mới mạnh mẽ được. Cầu nguyện khác đi. Thấy mục sư Dũng ấy, mục sư Dũng và theo dõi lúc cầu nguyện chỗ mục sư Thịnh đấy, lúc cầu nguyện đầu tháng đấy, thấy vâng. Người thấy chị bé thấy Hiến cầu nguyện mạnh mẽ nhỉ. Mục sư bồ cầu sao đây? Cầu của mình á, cầu của mình đấy, điểm thứ tư nói với anh chị em qua đấy. Dạ. Yeah. Dạ. Hoa Kỳ. Rồi, thôi em hiểu rồi. Thôi em chỉ nhắm vào chỗ đó thôi, ngay chỗ đó em bắn thôi. Đấy. Rồi, được rồi. Pháp đấy. Thôi, rồi thôi, tạm ngừng chỗ đó rồi được rồi. Cho sang hợp pháp. Rồi, ngày mai cứ bắn chai đẹp trai lên rồi cứ ngầu lên rồi được rồi. Cảm ơn Chúa. Con của Đức Chúa Trời mà. Con trai của Đức Chúa Trời mà. Bảnh tỏm chứ. Nam Hiến là Hiến mới quên. Hiến ngủ đã thức khuya quá cho nên ngủ quên luôn phải không? Vâng. Hai ba giờ sáng. Bây giờ Hiến có nhu cầu gì đây? Hiến. Đã. Đang có ưu tư gì, nhu cầu gì? Bạn là nhu cầu muốn vậy. Đúng vậy, là nhu cầu gì? Yêu thầy giáo càng nhiều có không? Yêu Chúa, thầy giáo. Yêu Chúa, thầy giáo. Cầu nguyện cho chị Linh nhà chị ha, là Chúa đang mở, chị cũng mở lòng cho Chúa đó. Chị Linh với gia đình của bé Vi. Tên của chị Linh sớm nay nhận biết ngài, đầu phục ngài. Amen. Nam. Nam ơi. Dạ, con này. Dạ. Con nghĩ gì nè? Con thì cho con học hành, cho con con học học tiếng Anh, học học khỏe, học Kinh Thánh. Mấy chương trình mình dự định làm, mình cũng lên kế hoạch làm. Bữa nữa muốn làm cái chương trình mà học Kinh Thánh hàng ngày đó, là con gọi là
tôi muốn với một người là giống như một người có được phân đoạn kinh thánh nào đó, một người chia sẻ, cái một người quay lại á, quay lại người khoảng 50 phút gì đó, cái mọi người quay trước rồi cái gửi cho con, cái trong tuần tiếp theo con up dần lại thôi, up là mỗi người mỗi bài là 6 người là được 6 bài hả nè. Video clip hả? Giống như mỗi buổi sáng là thì tùy mọi người, giống như trong tuần mọi người chọn ngày nào đó học một đoạn kinh thánh nhỏ rồi đó, mình chia sẻ 5 tới 10 phút, người thấy sao? Ở dưới phòng cảnh đẹp. Mọi người ở đâu cũng được hết, mọi người cứ quay đơn giản thôi, giống như học kinh thánh hàng ngày á. Ý là là mỗi người là một tùng đấy, là mình có một bài nhỏ của mình ha. Chị chi em chung đoạn kinh thánh nhỏ cầu nguyện, cầu nguyện cho giấy tờ Marcel Card được có kết quả, cứ chờ mãi. Dạ. Chị. Chị là cái thôi. Đúng rồi. Bữa trước cô chú chồng với cô chay đi 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 thăm ba mẹ về chưa kể chuyện á. Vui vẻ bình an. À, bình an. Cảm Chúa. Em nghe lời cầu nguyện. Amen. Kính này Đức Chúa Trời là Cha giáo của chúng con cảm tạ đội Cha, cảm ơn Cha, Ngài đã nhủ lòng thương xót đến chúng con và đã sinh lại chúng con từ trên cao. Nhờ quyền năng của Thánh Linh, nhờ sự chết và sự sống lại của Chúa Jesus Christ. Thế nên ngày hôm nay, Ngài đã về trời và ngự bên hữu Cha và hằng chuyển cầu cho chúng con, và hơn thế nữa, Ngài còn để lại cho chúng con Đức Thánh Linh là đứng dẫn dắt, là của cầm, và là đứng mà là đứng mà gọi là chứng thực cho chúng con, chưa ạ? Ngài chứng thực cho chúng con và làm cho chúng tâm trí của chúng con để nhận thức rằng chúng con không phải thuộc về thế gian này, để nhận thức rằng chúng con là con của Cha, được Cha đã sinh lại cho chúng con trong quyền năng của Thánh Linh của Ngài, chúa ạ. Bởi sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu, nhờ Thánh Linh mà chúng con mở miệng, chúng con trên xích và kêu hai tiếng Abba, Cha ơi, Cha ơi. Và khi mà chính Thánh Linh đã chứng thực cho chúng con nhận biết rằng chúng con là con cái của Cha, thì chúng con cũng là được đồng kế tự và thừa kế, và tức là đồng kế tự với Chúa Jesus Christ. Và một khi mà chúng con đã được thừa kế điều đó, thì chúng con cũng phải cùng chịu những sự đau khổ,
mang sự đau khổ của Ngài Chúa ạ. Và sau đó chúng con mới được sự vinh hiển cùng với Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa mỗi ngày. Và Ngài cho chúng con biết rằng chúng con ở vị trí nào ở trong Ngài, mà để chúng con có cái thẩm quyền mà Ngài cho chúng con, để chúng con chà nát cái con người cũ, con người Babylon khốn nạn của chúng con mỗi ngày Chúa ạ. Chúng con bắt nó phải câm miệng và chúng con khóa miệng nó và để cho nó chà nát dưới chân chúng con và để nó khắc phục Ngài Chúa ạ, để con người mới của chúng con luôn luôn đồng đi với Ngài, để mà quyện lấy Ngài và mặc lấy tâm tình của Ngài, để chúng con cưu mang cái bầu thai mà hạt giống mà Ngài đã gieo cho chúng con bởi Thánh Linh là đứng mà rọi xuống trên chúng con, để hạt giống của Ngài gieo trong chúng con, để chúng con cưu mang cái sứ mạng tiền định của chúng con. Chúng con cũng đau thai đau đẻ trong lòng của chúng con Chúa ạ. Chúng con cưu mang sự đau đớn ở trong lòng của chúng con, Thánh Linh làm cho chúng con được nguyện lấy cái tâm tình của Ngài, và chính Ngài cũng đau đớn cho những người mà chúng con cầu thay ngự giúp Chúa ạ. Hôm nay chúng con đến với Ngài. Đây, chúng con cũng muốn giải bày những cái tâm tư, tâm tình của chúng con. Và những cái giải bày mà chúng con chưa nói ra là Ngài đã biết hết tất cả mọi điều Chúa ạ. Chúng con cảm ơn Chúa cho những cái đời sống anh chị em của chúng con. Cảm ơn Chúa cho chúng con được quyền lấy Ngài và được quyền lấy nhau. Từng anh của chị em của chúng con, thầy giáo và hiến nam, chúng con bao phủ lấy nhau bởi tình yêu của Ngài Chúa ạ. Cảm ơn Chúa cho chúng con cũng có những cái tâm tình để mà biết chăm sóc cho nhau, biết cảm thông những cái sự yếu hèn của nhau, và đặc biệt rằng là chúng con lo lắng cho nhau như chính Chúa Ngài cũng đã yêu và lo lắng và đã thương xót và cứu chúng con. Thế nào thì chúng con cũng có những cái tâm tình này ở trong Ngài Chúa ạ. Và Chúa ơi, con cầu nguyện cho người thầy giáo của chúng con. Chúa ạ, Chúa Ngài là đứng thấu suốt tâm can, là Thánh Linh là đứng thấu suốt từ nơi Đức Chúa Trời, còn hiểu thấu được. Thì con tin chính Ngài cũng hiểu thấu được tấm lòng của người thầy giáo của chúng con, được sự khao khát và cái ước mơ, ước vọng của thầy giáo của chúng con được còn ước ao, được mở rộng cái tin mừng vương quốc của Ngài Chúa, còn mở rộng và lan rộng ra khắp nơi Chúa ạ. Chúa ơi, xin Chúa Ngài cũng làm cho cái tấm lòng của thầy giáo của chúng con, cái thiện chí và khát vọng của thầy giáo của chúng con được đến nơi cái đất Mỹ này Ngài Chúa ạ. Và không một điều gì mà không thể nào mà điều gì có thể cản trở được bất cứ điều gì mà chúng con để mà hầu việc Ngài, mà để khao khát cho cái tin mừng vương quốc của Ngài được lan rộng ra Chúa ạ. Xin Chúa Ngài sang phẳng con đường và đi trong sự bình an, trong sự mà hợp pháp Chúa ạ. Ngài là Đức Chúa Trời có trật tự Chúa ạ. Con tin tưởng vào quyền năng của Ngài và kế hoạch của Ngài định trên người thầy giáo của chúng con sắp tới đây Chúa ạ. Chúng con cha Abba, con gào cấu và cầu xin cha, xin cha cũng soi lòng mở trí cho thầy giáo của chúng con, để cho thầy giáo của chúng con nhận biết ý muốn của cha và vừa muốn vừa làm theo ý của cha, và Thánh Linh là đứng và dẫn dắt thầy giáo của chúng con để sang phẳng con đường để thầy giáo của chúng con được đến nơi đất Mỹ này và làm những việc mà Chúa Giêsu nói chúng con còn làm những việc như này, làm và làm lớn hơn nữa Chúa ạ. Chúng con tin chắc rằng Chúa như Phaolô khao khát được mong gặp Timôthê, khao khát được mong gặp tiếp, thì chúng con đây cũng khao khát được gặp nhau để mà chia sẻ hết tất cả những cái tâm tư và tất cả những kế hoạch và ý định và những cái tâm tình mà Ngài đã đặt để trong từng anh chị em của chúng con trong cái hội thánh Mercy of God Chúa ạ. Chúng con Ngài là đứng thừa biết để chúng con cần những cái điều gì, và chúng con là những chi thể trong thân thể, mỗi người có mỗi cái chức năng chức vụ mà Ngài biết rằng trong hội nhà của Ngài cần đến ai để cần những cái nhu cầu gì, cái cung cấp gì, thì con tin chính Ngài đứng hiểu rõ và thấu hiểu được điều đó Chúa ạ. Chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Ngài cho chúng con đi trong cái sự trật tự của Ngài, có thẩm quyền ở từ trên xuống dưới Chúa ạ. Chúng con rất là tôn trọng và kính trọng những người mà bậc làm
làm thầy của chúng con, làm cha thuộc linh của chúng con, để chúng con theo dòng chảy từng ngày đổ xuống trên thầy giáo của chúng con, là đổ xuống trên chúng con chú ạ. Và sau khi chúng con được đào tạo, được dạy dỗ thì chúng con cũng được khao khát được những người mà đã từng vất vả vất vưởng như chúng con, cũng họ cũng sẽ được ở một cái giá rất cao như chúng con, và cũng cao, và họ còn được hơn như chúng con được chú ạ. Chúng con khao khát cho tất cả những người trong anh em trong công giáo, cũng tất cả các hội thánh chú ạ, chúng con khao khát để được họ nhận được trong tay cái một cái tin mừng vương quốc của ngài chú ạ. Chúng con cảm tạ ơn Chúa, con phó dâng thầy giáo của chúng con lên cho ngài, nguyện ngài hoàn thành mọi tiền chí của thầy giáo của chúng con, những cái giao ước mà người thầy giáo của chúng con đã đặt để và đang cưu mang những cái giao ước mà thầy giáo của chúng con đang cưu mang, xin ngài cũng hoàn thành những cái giao ước mà ngài đặt để trong thầy giáo của chúng con, mà ngài sẽ làm hoàn thành, ngài khởi sự thì công tin ngài cũng sẽ kết thúc tất cả mọi công việc, mọi mục vụ thầy giáo của chúng con. Chúng con cảm tạ và đợi ơn cha, và con cũng còn nguyện cho Nam Nam khao khát để được hầu việc ngài, và trong cái ân điển học hành mở rộng tri thức ánh sáng, nguyện tin mừng vương quốc của ngài, tất cả những tri thức, không có tri thức nào cao bằng tri thức sự sáng của ngài chứ ạ, dồi dào trên em Nam, dồi dào trên Nam để trở thành tri thức ánh sáng đó, trở thành một nét sống của em, để em là cái người mà Chúa đặt để mà dạy dỗ cho những người khác, không phải là dạy dỗ nữa mà để truyền tải chứ ạ, để truyền tải và để bày tỏ chính ngài ra cho mọi người chứ ạ. Em có cái ân điển đó chứ ạ, con nhìn thấy và chính chúng con cũng được học nơi em. Xin Chúa ngài cũng là cho tâm đầu óc tâm trí của em, nhất là cái năng khiếu mà Chúa đặt để trên môi miệng em về cái ngôn ngữ tiếng Anh chưa, để em có học hỏi được nhiều, mở rộng thêm kiến thức để trong mọi lĩnh vực nào em cũng có thể nắm được và đưa hết tất cả các giá trị của ngài vào trong tất cả mọi lĩnh vực chưa. Chúng con cảm ơn Chúa, xin Chúa ngài đổ đầy thánh linh của ngài, đặc biệt là thánh linh chúa ạ, bởi vì lời của Chúa nói ngày hôm nay những ai mà thuộc về Đức Thánh Linh, là những ai mà được Đức Thánh Linh dẫn dắt thì thuộc về Đức Chúa Jesus Christ, và khi mà chúng con đã thuộc về ngài, chúng con có tất cả rồi chúa ạ. Con cảm ơn Chúa, xin Chúa ngài cũng tiếp tục chăm sóc về các ân điển học hành của em Nam, càng ngày càng dồi dào trong cái ân điển của ngài và tình yêu của ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, và con cũng cầu nguyện cho em Hiến chú ạ. Hiến cũng được khao khát cái ân điển học hành này chú ạ. Em cũng đang trong sự phát triển cái hạt giống của ngài ngày càng càng nhân bội. Xin Chúa ngài tiếp tục làm cho em ngày càng là một chứng nhân sống, để mà lời môi miệng của em và cũng như nếp sống của em để biểu lộ, và khi em trong tất cả các sự bày tỏ mà Chúa ban cho em để được nói năng trong sự mạnh dạn, trong uy quyền, trong sự thi ân giáng phúc của ngài, để mà lan tỏa ra cho những người nghe, để những người nghe cũng được cảm hóa và được cảm động và cũng nhận được những cái thông điệp của ngài chú ạ. Cảm ơn Chúa cho em mỗi ngày được phát triển và được lớn lên bởi cái thức ăn của ngài. Cảm ơn Chúa, xin Chúa ngài tiếp tục chăm sóc em ngày càng lớn lên trong tình yêu của ngài, và con cũng cầu nguyện cho gia đình của chị Linh. Ôi Chúa ơi, con thật là vui mừng khi nhìn thấy gia đình của chị Linh và chị của chị Hoài Hương chú ạ. Một người cũng rất là cứng cỏi và còn chống bán và chửi bới, mà ngày hôm nay được nhận được biết Chúa thật là tuyệt vời chú ơi. Chú nói là trên trời vui mừng khi thấy một người ăn năn sám hối còn hơn 99 người không có biết sám hối và ăn năn chú ạ. Và trên trời các thiên quốc vui mừng chú ạ. Chúng con đây là những người vui mừng cho chị, cho con, cho đứa con gái của chị là Envy này chú ạ. Nguyện Chúa Thánh Linh ơi, ngài là đứng bày tỏ khi chị chạm tới lời của ngài trong những cái đêm thao thức, hoặc là sáng trưa chiều tối, mà khi chị Linh hoặc là Envy mà có chạm tới lời ngài, thì Thánh Linh ơi, xin ngài thăm viếng một cách đặc biệt để bày tỏ cha, bày tỏ Đức Chúa Giêsu cho chị Linh chú ạ, đổ xuống trên chị Linh để lòng của chị Linh tan vỡ, thì mà ăn năn với ngài, để nhận biết ngài
như chúng con đã từng được Ngài thăm viếng một cách đặc biệt, mà chúng con cứ dạt dào và khóc cả ngày cả đêm để mà được Ngài rửa sạch chúng con. Thì giờ đây con tin rằng Ngài cũng thăm viếng chị cũng một cách đặc biệt, tại lòng của chị cũng khao khát Ngài chú ạ. Chúng con không thể nào là những người mà đã bị chôn vùi, đã bị vô tù cho cái Babylon tôn giáo chú ạ, mà Ngài đã lôi chúng con ra. Thì con tin chắc rằng Ngài cũng làm cho tất cả những người thân yêu của chúng con cũng sẽ gặp gỡ Ngài một cách sống động, và trước khi Ngài để chúng con gặp gỡ thì Thánh Linh là đứng mà cáo trách cho thế gian này sai lầm, về tội lỗi, về những kẻ mà không tin Chúa Jesus Christ. Chúa ơi, Ngài hãy đến và cáo trách từng thành viên trong gia đình của con, cũng như gia đình của con cái của chị Chi, cũng như con cái của anh chị Trung Chi, con cái của chị Hương, và tất cả để chúng phải có nhiều thắc mắc và lộn xộn lên Chúa ạ, để cho đói khát và tìm kiếm Ngài Chúa ạ. Chúng con cũng nhận danh Chúa Jesus Christ, chúng con cũng đập diệt cái con người cũ, con người xác thịt mà để chăm xác thịt mỗi ngày mà chỉ không nhận biết Chúa Jesus Christ. Con đập diệt tất cả, và con gọi cái sự thịnh nộ của Ngài giáng xuống trên từng thành viên trong gia đình của con, cha mẹ con, anh chị em của con, và cho chính con nữa Chúa ạ. Con đập diệt cái con người cũ, con người xác thịt, con người Babylon của những thành viên con cái của anh chị Trung Chi và con cái của chị Hương. Đập cái con người tôn giáo, cái hệ thống tôn giáo nơi bên trong một cái tảng đá tôn giáo Pharisee, chỉ có biết thờ cuộc thờ quấy theo kiểu tôn giáo Chúa ạ. Con đập những cái tư tưởng đó, đập nát tan tành Chúa ạ, trong danh Chúa Jesus Christ, để tất cả những người thân yêu của chúng con để đồng phục Ngài, đồng phục chân lý của Ngài, và được Thánh Linh của Ngài cảm hóa và làm cho tan vỡ, để biết ăn năn và quay trở về với Ngài. Con cảm tạ người khen Chúa, con dân phó hết tất cả từng những người thân, từ em Hiến, gia đình em Hiến Nam, và tất cả anh chị em của chúng con và gia đình của thầy giáo. Nguyện sự bình an của Chúa ban cho họ, để có họ có cái bình an mà trong ngày bình an thật sự Chúa ạ. Và Thánh Linh là đứng để cáo trách họ, để họ mà đi tìm kiếm sự bình an thật của Ngài Chúa ạ. Chúng con cảm ơn Ngài, ngợi khen Chúa, và chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. 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 Cảm Chúa, dạ cảm Chúa. Cảm Chúa, hôm nay chúng ta học ở Roma 8 thì chúng ta thấy rằng là những cái người mà sống theo những ham muốn xác thịt thì họ sẽ khiến cho cái con người cũ, con người xác thịt đó nó gọi là nó ngày càng kiểm soát họ nhiều hơn. Còn nếu mà người nào mà sống theo Thánh Linh của Chúa thì sẽ khiến cho con người mới, con người đó sẽ họ nó sẽ họ sẽ mặc lấy cái con người mới đó mà ngày càng được phát triển và giống với Chúa Jesus. Thì chúng ta biết là những điều mà chúng ta, tất cả những điều của xác thịt chắc chắn nó sẽ chết hết rồi. Còn khi mà sống theo con người Thánh Linh, con người mới, thì chúng ta đều có sự sống và bình an. Cảm Chúa, thì đời sống ta nó sẽ luôn gọi là, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì người ta cũng thấy được sự sống ở trong bản thân mình và sự bình an. Cảm Chúa, thì khi đó là cảm Chúa thì Đức Thánh Linh đã cùng ta. Chúng ta không có chúng ta không gọi là nước trời không phải sự ăn uống, nhưng mà sự vui mừng bình an và cộng bình với Đức Thánh Linh. Cảm Chúa. Và những cái điều mà chúng ta biết là con người xác thịt thì nó luôn nghịch với Đức Chúa Trời, nó không bao giờ ở dưới luật, gọi là ở dưới, không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng mà nó lại phục dưới luật pháp của luật pháp gì, luật pháp của loài người. Có nghĩa là nó bị luật pháp của loài người phán xét nó, nó không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời. Cảm Chúa, nó không bao giờ phục được luật pháp của Đức Trời. Ở đây nó rất là rộng, nói về lời của Chúa, nói về những ý muốn của Ngài, nói về toàn bộ cái thánh, không phục dưới đó được. Và đó, Chúa nói là những cái người mà sống theo cái xác thịt thì không bao giờ đẹp lòng Đức Chúa Trời đâu. Người đó
họ vì khi mà con người xác thịt là con người mà Chúa gác mà. Chúa nói là Chúa gác Esau và yêu Jacob mà. Chúa không kể gọi là người có tội là vô tội được. Có nghĩa là ngày tách bóc ngày nhìn thấy tội lỗi là ngày diệt không. Và còn ngày yêu tội nhân, ngày muốn tách họ ra khỏi cái tội lỗi đó. Đây ngày nhịn nhục và ngày nhân từ, ngày đợi cho họ gọi là họ phải biết được điều đó và bắt đầu họ tách mình ra. Nhờ đó mà họ Chúa cứu được cái linh hồn của họ được. Nhờ vào việc tin vào Chúa Jesus Christ. Cảm Chúa. Thì hồi xưa con khi mà con chưa biết là con người cũ người mới á, khi mình đọc cái này thì mình thấy lúng túng mà. Tại vì trong này nó nói là quả thật nếu mà Thánh Linh có trong mình thì không thể sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Xong nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Thì khi mà mình chưa hiểu con người cũ người mới, mình thấy ủa, đôi lúc mình cũng làm theo ý muốn Chúa, rồi đôi lúc mình cũng không có gọi là làm ngược lại á, mình sống nó còn cái mình thấy được cái hình ảnh của con người xác thịt á, thì cái mình hỏi ủa rứa cuối cùng mình có Thánh Linh hay không có Thánh Linh. Nói chung là lúc đó mình không hiểu về cái gì đó. Tại vì cái ý trong này nó làm mình hơi bị confused á. Xong nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Cái được anh Chúa thì cái này nó nói về việc gọi là nếu mà chúng ta gọi là sống mà theo cái con người cũ á, thì chắc chắn là con người nó không thuộc về Chúa rồi, chỉ có cái con người mà Thánh Linh thôi, thì con người đó mới là con người thuộc về Đấng Christ. Em ta hiểu là Chúa phần gọi là Chúa bóc tách đời sống mình nó rất là rõ ràng như vậy, hay không bây giờ gọi là để cái con người cũ nó hiệp chung với lại đời sống mình được. Mình luôn phải biết là mình có một đời sống mới, đời sống là con người mới nó đi theo Thánh Linh của Chúa. Và cái con người mà cũ á, là con người không bao giờ thuộc về Ngài. Người đó là không bao giờ thuộc về Ngài. Nào, con người đó mình cũng cực kỳ ghét. Tại vì nó mình không gọi là mình không thể mặc lấy một cái con người mà không có một mối liên kết, không có cái gì với Chúa được. Người mà Chúa ghét nữa chứ. Mình cũng ghét luôn. Cảm Chúa. Trong này Chúa cũng dạy chúng ta là chúng ta phải mặc lấy Đấng Christ đó. Và khi mặc lấy Đấng Christ chúng ta sống với đời sống một con người mới đó, thì cảm Chúa thì khi mà chúng ta sống hướng đến cái đời sống công bình, đời sống trọn vẹn thánh khiết như Đấng Christ thì chúng ta mặc lấy Đấng Christ trong đời sống của mình đó, thì Ngài sẽ giúp chúng ta mà chúng ta ngày càng đến thánh, khiến cho những cái gọi là con người cũ mình nó chết dần, nó gọi là mình đóng đinh con người cũ mỗi ngày. Và khi mình mặc lấy Đấng Christ thì sự sống của Chúa sẽ ban cho mình ngày càng, mình ngày càng được trưởng thành hơn và giống Chúa nhiều hơn. Thì Chúa nói đó, nhờ việc mặc lấy Đấng Christ, nhờ việc mình càng ngày càng lên thánh đó, thì cái đời sống của mình nó ngày càng được phát triển, linh hồn mình ngày càng được gần với thần linh của Chúa. Cảm Chúa thì đó, trong này nói là đấng làm cho Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ trong cái chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. Cảm Chúa thì trước khi chúng ta sống theo Đấng Christ á, thì Ngài như thế nào chúng ta như vậy. Ngài đã đấng Thánh Linh đã khiến cho Ngài gọi là khiến cho cái con người tội lỗi á, mà con người xác thịt nó chết đi và sống lại một cái con người đời mới, một cái con người mới, thì Ngài cũng sẽ làm điều đó trên đời sống của mình. Cảm Chúa thì chúng ta học được cái bài học nên thánh rồi, việc đầy dẫy Đức Thánh Linh đó, là một trong những cái công cụ lớn để cho chúng ta khiến cho cái sự sống mà trong chúng ta nó
nó được tung gọi là sống mã một vài sống thật. Cảm Chúa, thì chúng ta biết là khi mà chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta bây giờ không còn gọi là còn có sợ hãi với cái con người gọi là tội lỗi ma quỷ hay con người cũ, mà chúng ta biết rằng là giờ chúng ta chỉ yêu Chúa và chúng ta biết là chúng ta là con của Chúa. Chúng ta biết được là Chúa ban cho chúng ta có những cái quyền năng như thế nào, trong cái sự kính sợ Chúa và yêu Chúa nó sẽ gìn giữ đời sống ta. Chứ khi mà chúng ta yêu Chúa rồi thì chúng ta không còn cái sự sợ hãi bởi những cái gọi là sợ bị phạt hay sợ bị chết hay sợ bị phạm tội với Chúa, nhưng mà chúng ta sẽ không còn điều đó nữa. Chúng ta yêu thật sự yêu Chúa, thật sự có kính sợ Chúa thì nó sẽ khác. Chúng ta sẽ yêu những điều Chúa yêu và ghét những điều Chúa ghét. Chúng ta không có, chúng ta gọi là cực kỳ gọi là sợ ở đây là sợ mà mất quan hệ với Chúa, đó là điều chúng ta sợ nhất, là kính sợ Chúa như vậy. Còn không có điều gì gọi là khiến chúng ta sợ hết. Chúng ta yêu Chúa và biết rằng Chúa sẽ giữ chúng ta trong cái tay Ngài. Chúng ta làm hết tất cả những công việc mà Chúa giao cho mình. Chúng ta đổi mới tâm trí của mình, biết rằng là bây giờ là đời sống mình đã chết rồi, bây giờ mình sống cho Đấng Christ, mình dâng chọn đời sống mình cho Đấng Christ. Anh Chúa. Chúng ta biết chúng ta là những người đồng cái tự với Đấng Christ, nhưng mà cái tự mà còn con trẻ là cũng phải nằm dưới kẻ bảo hộ. Nên chúng ta cần phải ngày càng được trưởng thành, thật sự được Chúa trao cho những cái cơ nghiệp vào trong tay mình, để mình cùng với Chúa mà xây dựng lại những giá trị đổ nát trong thế gian này, cướp lấy gọi là giành lại cái gọi là cái miền đất mà chúng ta đang bị cướp. Cảm Chúa thì cảm Chúa giờ chúng ta khi mà chúng ta nhìn thấy chiến tranh, chúng ta cũng học được nhiều cái là đó là chúng ta phải bảo vệ được cái nơi mà Chúa giao cho mình đó. Nếu mà Chúa đã đặt để mình đâu đó thì mình phải sao bảo vệ được nó, sao phải có một tinh thần nhiệt huyết như vậy, sẵn sàng không có gọi là đi đâu hết, phải bảo vệ được cái vùng đất mà Chúa giao đưa đến cho mình, không phải được để cho gọi là cái ác ma quỷ Babylon mà xâm chiếm được, là phải để lời thật của Chúa, tình yêu của Chúa bao phủ chiếm hết lại. Cảm Chúa. Con cầu nguyện. Nam ơi. Cái lời Chúa đã chờ chúng con, chờ cả ngày rất nhiều việc. Vì Ngài yêu chúng con, chào vì Ngài cho chúng con biết rằng chờ chúng con là con của Ngài, chào. Ôi chúng con là những kẻ mà có cái tự của Đức Chúa Trời chơi, là kẻ đọc cái tự của Đấng Christ, chào ông cả ngày rất nhiều vị. Ôi Ngài giúp con chơi cho ông con mở mắt chúng con ra, chào cho ông con biết rằng cái vị trí con nó cao trọng như thế nào, chào. Ôi để rồi tất cả những cái điều trong thế gian này nó không có một chút gọi là so sánh được với những cái điều mà Chúa ban cho ông con, chào. Ôi để rồi chúng con không có ngu dại mà đánh đổi những cái sự gọi là những sự ham muốn về Thánh Linh của Chúa thành những điều ham muốn xác thịt được, chào. Ôi chúng con ham muốn những ý muốn của Thánh Linh của Chúa, những cái điều mà Chúa muốn chúng con làm, chào. Những cái điều mà Chúa muốn chúng con thực hiện, những cái sứ mạng mà Ngài cần con hoàn thành, chào. Cảm Ngài rất nhiều, Chúa con cảm Ngài rất nhiều vì ô Ngài đang dạy dỗ chúng con, cho con tức là chúng con phải có được cái bản chất của Ngài, chào. Ô có được cơ nghiệp đầu tiên đó chính là Chúa Christ, chào. Ô chúng con phải mặc lấy Ngài, chào. Chúng con được Ngài thay thế vị trí, Ngài đã thay thế vị trí tội lỗi của con, chơi. Ô đây là chúng con được thay ở trong cái vị trí của Ngài, chào. Ô trở nên gọi là người ngồi ở trên các nơi cao, chào. Ô để sử dụng tất cả những quyền cả trên trời và dưới đất để chúng con thực hiện tất cả những công việc của Ngài, chào. Dạy dỗ muôn dân, chơi, xây dựng lại tất cả những giá trị công bình của Ngài, chơi. Và ô chiếm lại hết tất cả những vùng đất mà đang ô bị Babylon vô quỷ này nó chiếm đóng, chào. Ô cũng đang gọi là làm những điều ác, chào. Ô và chúng con không thể gọi là để những cái điều ác đó nó được tung hành được, chào. Ô nhưng mà con phải ô mạnh mẽ, chúng con phải rằng liền chuẩn bị hết tất cả những khí giới của mình, chào. Ô và phải đập diệt hết Babylon và những điều ác trong thế gian này, chào. Ô những sự bài hỏi trong thế gian này, chào. Ô để rồi rêu rao lễ thật
tin lành, ô bày tỏ nước Đức Chúa Trời, cha, ô khẳng định hết hệ thống giá trị của nước trời, ô và lan truyền nó ra khắp thế gian này, cha ơi, cảm ngài rất nhiều, Chúa con, ô xin ngài cùng với mọi anh chị em con, cha ơi, để rồi trong tất cả các hoàn cảnh nào thì chúng con cũng học được những sự dạy dỗ của ngài, cha, ô chúng con ngày càng ô là những con người mà Chúa đặt đến con, là những người mà đứng đầu, những người khai phá, cha, ô, những người mà đi đầu trong việc ô đem cái những cái lễ thật của Chúa, có đem lễ thật của nước Đức Chúa Trời ô đến trên gọi là mọi lĩnh vực trong xã hội này, cha, ô là những người mà gọi là hiểu rõ được cái gọi là sứ mạng mà Chúa ban cho loài người con, đó là trở nên giống Chúa và cai trị muôn vật, cha, ô cầu xin ngài giúp đỡ chúng con, cha, ô để đầu chúng con là những người Chúa đặt để chúng con, ô là những người đi đầu thì chúng con biết là chúng con phải khiêm nhường nào, cha, mình hạ mình như nào, cha, ô làm đủ một cách gọi là phù hợp đủ, chịu đủ một điều, cha, ô để đầu chúng con có được những chiến lược, chúng con có được những hệ thống, chúng con có được những kế hoạch rõ ràng của mình, cha, và chúng con nên gọi là chúng con đi ra, ô chúng con gieo giống của ngài thì chúng con phải có một kế hoạch, có một cái sự không ngon, cha, ô để đầu chúng con làm một cách mà không có phải là chúng con bỏ quá nhiều công sức ra mà lại không có kết quả nhiều được, cha, ô nhưng mà chúng con phải ngày càng ô những cái gọi là công sức của con nó ngày càng phải đưa ra được cái kết quả, đưa ra được cái điều gọi là gặt hái được sự thành công, gặt hái được những cái kết quả tốt nhất, cha, ô tối ưu nhất cho công việc của ngài, cha, ô cảm ngài rất nhiều, Chúa con, ô cầu xin ngài giúp đỡ con, cha, để đầu con học tập con, rèn luyện bản thân mình, cha, ô chúng con ngày càng mặc lấy cái con mới chúng con đó, cha, ô cái con người nên thánh của ngài đó, cha, ô chỉ có con người đó nó ngày càng được trở nên trọn vẹn, ô và ngày càng ô khiến cho Đức Chúa Trời đẹp lòng và ngài có thể tin tưởng mà ngài giao phó cho chúng con, ô những cái thành trì ô lớn hơn nữa, cha, ô trước kia ô chúng con chỉ được giao một cái mỏng nhỏ thì ô khi mà con trung tín, ô trong các việc nhỏ trung tín con không ngon, con phân bố con làm một cách tốt đẹp, ô và thì khi ngài nhìn thấy được những cái gọi là trung tín sự thấy được cái bản chất của ô chính hài trên chúng con, cha, ô thì bắt đầu ngài sẽ giao chúng con những công việc lớn hơn nữa, cho những thành phố, những cái dân cư, ô những các nước dân ô lớn hơn nữa, ô để chúng con đánh chiếm, cha, ô để đầu chúng con giành hết tất cả những điều đó, dân lấy vinh hiển lên cho ngài, cha, ô cảm ngài rất nhiều, Chúa con, ô xin ngài cùng với tất cả anh chị em con, cha, ô để rồi sự dạy dỗ của ngài, ân điển của ngài trong việc học hành, ô chúng con luôn gọi là dành thời gian để ô chúng con ôn luyện, chúng con học tập, ô chúng con gọi là mở rộng cái phát triển đầy đủ, ô cả về ý chí, về tư duy, về cảm xúc của mình, cha, ô để đầu chúng con không có cái phần nào chúng con thiếu hết, cha, chúng con ăn đủ tất cả những thức ăn thuộc linh, cha, ô cân bằng hết đời sống của mình, cha, ô để rồi chúng con phát triển một cách tốt nhất, cha, ô tôi một cách đẹp nhất, cha, ô cả ngày rất nhiều, Chúa con, ô xin ngài ở cùng với tất cả ô những cái gọi là những điều mà chúng con đã học, cha, ô dù gọi là trường bên Jose đang có những cái gọi là gặp nhiều điều, nhưng mà ô con tin rằng, cha ơi, qua những cái thời gian này, cha ơi, chúng con cái của Chúa, cha ơi, chúng con sẽ được rèn luyện đức tin của mình, cha ơi, chúng con sẽ được gọi là vừa học mà vừa hành theo cái gọi là theo những đức tin mà Chúa đã dạy, theo những bài học mà ngài đã dạy chúng con, cha, ô để rồi qua những điều này mà chúng con ngày càng được trưởng thành hơn và chúng con ngày càng tin tưởng vào ngài nhiều hơn và chúng con ngày càng ô đi với ngài một cách mạnh mẽ hơn nữa, cha, ô cảm ngài rất nhiều, Chúa con, ô con cầu nguyện ô cho những anh chị em con, cha, ô Urena, cha, ô cầu nguyện cho mục sư con, cha, ô cho cô bé, cha, ô và cho chị Trang này, cha, ô những người cũng những người anh chị em ở bên Urena, cha, ô những con phái Chúa, cha, ô để rồi ô tất cả những điều mà nó đang xảy ra đó, ô ngày ô kế hoạch ngày có được cái chương trình lớn của ngài, cha, ô để đầu ngày đem cái gọi là sự chú ý của tất cả mọi người đều hướng về ô Urena, cha, để đầu ô từ đó, cha, ô từ ở đó, cha, ô tiên lành nước trời sẽ được lan rộng, cha, ô từ nơi đó sẽ là cái nôi ô của tiên lành nước trời, cha, ô để nuôi tất cả các dân tộc khác, cha, ô để các dân tộc khác được cũng đầy dẫy những gọi là tiên lành nước đức trời, cha, để đầu tiên lành nước trời được lâu dẫn khắp thế gian này, cha, ô cảm ơn rất nhiều, Chúa con, cầu nguyện cho tất cả những cái vậy chiến sĩ, những người đang đấu tranh cho sự công bình, cha, ô đấu tranh cho đất nước, cha, ô cầu nguyện để cho tất cả bọn họ được gọi là trong những giây phút đó, cha, họ
Phật suy nghĩ về cõi đời đời cho họ được Chúa đồng trả cho ôi để đâu họ biết rằng chơi ô họ thấy được những cái chân lý lẽ thật nó còn quý trọng hơn cả mạng sống của họ nữa cha ô. Và khi mà ô họ nhận biết được lẽ thật là ai mà gọi là vì gọi là vì ta mất mạng sống mình đó cha ô, thì họ sẽ có lại được cha ô. Thì con tin rằng cha ô, khi những con người họ đã từng nghe về Chúa Jesus Christ cha, họ đã từng hiểu về Ngài cha, họ đã từng biết về sự công bình của Ngài cha ô, biết lẽ thật của Ngài, thì ô trong những giây phút chiến đấu ô, họ nhận ra được ô những cái điều lớn lao hơn cả mạng sống của mình cha ô. Đi rồi qua những cái cuộc chiến này cha ô, nhiều người người ta sẽ bắt đầu người ta tìm kiếm về lẽ thật của Chúa, người ta sẽ tin vào ô Chúa Jesus Christ cũng con cha ô, và đất nước Ukraine sẽ được ô Ngài mở mắt ra, và ô họ sẽ trở nên những con người mà ô tuyệt vời, và họ sẽ đem cái sự giáo giảng về họ sẽ nhận lấy những sự dạy dỗ của sứ đồ tiên tri ô, những người đã thật sự ở trong đất nước Ukraine đã giáo giảng bao nhiêu năm nay cha ô, họ sẽ nhận lấy tất cả những điều đó, và họ sẽ ô là những con người mà sẽ đi ra ô là khắp thế gian này cha ô, và từ gọi là từ trong những hoàn cảnh, từ trong những cái non đề khó khăn mà ô họ khi mà họ vực dậy được ô, thì họ trở thành những con người mạnh mẽ, và ô đem cái sự công bình, sự lẽ phải của Ngài ô đến trên khắp thế gian này cha ô. Ông cảm Ngài rất nhiều cha, ông cảm Ngài rất nhiều vì ô Ngài đã sử dụng Urina để làm tấm gương cho tất cả chúng con, làm tấm gương cho Việt Nam con cha, và đều qua đó mà chúng con nhìn biết được ô chúng con sẵn sàng sẵn tay áo mình lên cha ô, để đâu chúng con cũng biết làm việc với dân tộc của mình cha ô, những người dân tất cả ô, khi các người dân ở tất cả nước trên thế giới họ cũng nhìn vào Urina, và họ cũng có một cái tinh thần về sự gọi là yêu nước cha, về một cái tinh thần về cái gọi là không có mà có một cái tinh thần về về đất nước của mình cha ô. Cầu xin Ngài hãy giúp đỡ để ô tất cả những sự bày tỏ về lẽ thật, bày tỏ về giá trị nước trời ô đang diễn ra trên Ukraine, nó được bày tỏ ra nhiều nước, nhiều dân người ta sẽ học tập được cha ô. Cảm Ngài rất nhiều chúa con ô, cảm Ngài rất nhiều cha ô. Ô Chúa con, ôm cả ngày rất nhiều, ôm cầu xin Ngài hãy cùng với lại mục sư và cô bé con chào ở đâu, ôm một người được ở nơi đó và được sự bình an gìn giữ của Ngài chào, và qua những điều này chơi ô thì cô bé cũng như mục sư cũng con chơi ô, họ sẽ ngày càng ô được mạnh mẽ hơn nữa, được Chúa rèn luyện trong những cái gọi là thử thách khâu lửa đó chào để đâu họ còn trở nên ô những con người mà ô trở nên gọi là được Chúa rèn luyện ô trong lời của Chúa, trong sắt thép của Ngài cha ô. Cảm Ngài rất nhiều Chúa con, ô con dâng tất cả anh chị em con lên cho Ngài, và con cầu nguyện danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm tạ Chúa. Amen. Và cảm tạ Chúa. Con xin các bạn con xin dâng cảm tạ Chúa. Mời Chúa qua đoạn Kinh Thánh này. Thì trong đoạn Kinh Thánh này thì có dạy mình là phải sống theo Chúa Thánh Linh và chăm về Chúa Thánh Linh, và đi trong luật pháp của Chúa Thánh Linh. Thì cảm tạ Chúa rất là nhiều. Thì Chúa Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Ngài là Chúa Giêsu được là hạt giống của Chúa Thánh Linh. Cảm tạ Chúa, thì mình là hạt giống của Ngài, của Chúa Thánh Linh, nên là mình là con cái thì phải sống theo những cái gen của cha mẹ mình. Mình hiểu rằng là Chúa là Chúa Thánh Linh chính là cha của mình, Đức Chúa Trời. Tạ Chúa. Thì Chúa Thánh Linh đến là trên đời sống của chúng ta là do chúng ta tin nhận Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu là bắt em Thánh Linh trong đời sống của mình. Cảm tạ ơn Chúa. Con nhớ cái đoạn Kinh Thánh là ông Giang ông đến là ông làm phép, ông Giang đến ông làm phép bằng nước, ông cũng làm chứng Chúa Giêsu là làm phép bắt em bằng Đức Thánh Linh, bằng lửa. Cảm tạ ơn Chúa. Thì khi chúng ta tiếp nhận chức vụ của Giang này, chúng ta cũng cũng vậy, cũng làm chứng là Chúa chính Chúa là đấng mà
nhấn chìm chúng ta bằng Đức Thánh Linh, và Ngài cũng nhấn chúng ta vào trong lửa của Ngài, nên là đời sống của chúng ta mới được tinh sạch. Cảm tạ Chúa. Đây là cái quá trình của Chúa cũng rất là tuyệt. Cứ sinh Chúa Giêsu ra này, rồi Chúa lại dùng Chúa Giêsu để bắt đầu là bắt tem Ngài cho mọi người. Tạ ơn Chúa. Và rồi Chúa Thánh Linh lại đến trên người đó, bắt đầu lại bắt đầu là lại sinh ra người đó, và rồi người đó trưởng thành, và người đó lại tiếp tục như vậy. Tạ ơn Chúa. Thì mình Ngài muốn mình Ngài trông mong con cái của Đức Chúa Trời mà bày tỏ ra. Cảm tạ Chúa, mình bày tỏ Ngài ra, bày tỏ lẽ thật Ngài ra để cho mọi người biết rằng là người ta tin nhận Chúa Giêsu, người ta sẽ được là hạt giống của Ngài, của Thánh Linh. Cảm tạ Chúa. Chúa Thánh Linh là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa. Thì khi mình mà đi bày tỏ Ngài ra thì tức là mình đang làm sáng danh Chúa, làm sáng danh Chúa nữa. Mình đang làm sự vinh hiển Ngài được tôn cao lên. Nếu mà mình mà là con mà mình không bày tỏ ra thì Chúa Thánh Linh sẽ không đến được với họ đâu. Thì trong cái đoạn kinh thánh này thì trước mục sư của mình cũng đã nói về cái đoạn ở dưới này là mình làm con chứ không phải là con nuôi. Con nuôi là ở đây là họ viết thêm. Tạ Chúa. Đó, nhờ Chúa Thánh Linh mình tiếp tục công việc của Chúa. Ngày nay thông tin nó nhiều thông tin mà mình mà chỉ cần tập trung vào cái thông tin nào đó thôi là mình mất rất là nhiều thời gian. Mình rất cần cầu nguyện Chúa để giúp mình sàng lọc các cái thông tin ra. Và cái thế hệ sau của mình nó còn nhiều thông tin hơn nữa, nên là nó rất là nhiều sự cám dỗ. Nên là mình cầu nguyện cho thế hệ sau của mình, trước tiên mình phải dọn sạch, đập sạch hết tất cả những cái thông tin vớ vẩn đi, để các cái thông tin của Chúa được đầy dẫy. Càng cái bè sau này nó lại càng nhiều thông tin, người ta lại tập trung vào nó nhiều hơn. Tập hiểu của Chúa. Và Chúa. Tạ Chúa. Còn những kẻ mà chăm về xác thịt thì mọi người biết là họ không được sinh bởi Chúa Thánh Linh. Họ mang cái gen của thế gian, thì dưới gen của thế gian thì như là nói chung là khi loài người của mình ấy mà đầu tiên của mình ấy đánh mất sự vinh hiển của Chúa ấy, loài người của mình còn thấp hơn cả loài người của mình, thấp hơn thế gian và thấp hơn tất cả các loài tạo vật ấy. Nên là người nào mà sống ra xác thịt bị quẳng vào hồ lửa là như thế đó. Mình loài vật nó đâu có đánh mất cái sự vinh hiển của Chúa đâu. Nhưng mà loài người của mình vào đánh mất thì đang là cao nhất, tự nhiên là trở thành thấp nhất, còn thấp hơn cả con vật. Nếu mà những người nào mà sống theo xác thịt là như thế đó, họ còn và sự chết, mà sự chết thì thấp hơn cả cái sự sống. Con xin dâng lời cầu nguyện. Ôi Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Ngài đã dạy dỗ chúng con, Ngài đã sinh chúng con trong Thánh Linh của Ngài. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều. Con cảm tạ ơn tất cả những cái sự bày tỏ ra của con cái Ngài. Ôi Chúa ơi, chính những sự cầu nguyện của Chúa Giêsu trong đời sống của họ, Chúa ơi, nhờ sự yêu mến Ngài mà họ đến để họ tin nhận Chúa Giêsu, họ đi trong đường lối của Ngài, họ cầu nguyện cho chúng con mà chúng con được Chúa Thánh Linh đến trong đời sống của chúng con để sinh chúng con ra. Chúa ơi, cảm tạ ơn Chúa, và chúng con trở nên hạt giống của Ngài, Chúa ơi, và hạt giống của chúng con là hạt giống của Đức Thánh Linh. Cảm tạ ơn Chúa về tất cả những bản tính của Ngài đang dạy dỗ chúng con để cho hạt giống của Ngài được lớn lên. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa, Ngài luôn chăm sóc
trong chúng con để cho hạt giống của chúng con được trưởng thành. Con cảm tạ ơn Ngài Chúa ơi, ô cảm tạ ơn Ngài Chúa ơi, Ngài đã ô ban luật pháp của Ngài trong tấm lòng của chúng con. Chúa ơi, cảm tạ ơn Chúa. Chúng con ô cảm tạ ơn Ngài, chúng con yêu Ngài và chúng con đi để làm chứng về Ngài Chúa ơi. Cảm tạ ơn Chúa, đó là làm chứng về chính Chúa Giêsu đã ô bát tem cho chúng con bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa để thiêu đốt đi cái con người cũ của chúng con. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều, Chúa ơi. Và chúng con cũng cảm tạ ơn Chúa. Chúng con cũng mang Đức Thánh Linh và mang sự tự do của Ngài đến trên mọi người để họ cũng được được nhúng chìm vào trong bản chất của Ngài, thì Ngài cũng đến trên họ và sinh lại họ. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều. Ngài yêu chúng con, Ngài gọi chúng con là con cái của Ngài. Chúa ơi, Ngài gọi chúng con là kẻ kế tự cơ nghiệp của Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Ngài về những điều đó. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều vì Ngài. Cảm tạ ơn Chúa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Ngài vì cơ nghiệp của Ngài ban cho chúng con là chúng con phải yêu mến lẫn nhau và chúng con phải quan tâm chăm sóc đời sống của nhau. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa. Con cũng lấy phần mà Chúa ban trong tấm lòng của chúng con khi chúng con nhận biết Ngài. Chúng con cầu nguyện cho đất nước Ukraine. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã cho cấp phép cái điều đến trên đất nước Ukraine để Chúa ơi dạy dỗ cho chúng con biết được những sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời là như thế nào. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa. Và chúng con chọn theo sự công bình của Ngài, chúng con chọn theo ý muốn của Ngài. Chúa ơi, cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều. Ngài đang rửa sạch tất cả cái con người cũ của đất nước Ukraine để Ngài ban cho đất nước Ukraine một đất nước mới. Chúa ơi, cảm tạ ơn Chúa, chúng con được phước hạnh khi chúng con nhìn thấy công việc của Ngài. Chúng con sẽ làm chứng về cái mảnh đất Ukraine. Con, Chúa ơi, con cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều. Con cầu nguyện xin Chúa ở trên mục sư của con nhiều hơn. Chúa ơi, ở trong thời chiến này, Chúa ơi, ở nơi đó nó sẽ làm con cầu nguyện xin ý của Ngài trên mục sư của chúng con, để mục sư của chúng con được mạnh mẽ thêm nữa, để được nhận biết được ý muốn của Ngài thêm nữa trong nơi đó. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều. Chúng con yêu Ngài, chúng con cảm tạ ơn Ngài, chúng con biết ơn Chúa, và chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Đức Thánh Linh. Amen. Amen. Chúa. Amen. Amen. Trong đoạn Roma này, Đức Chúa Trời dạy cho mình để bước đi trong Đức Thánh Linh sau khi tiếp nhận Chúa Giêsu, Đấng Christ chết và sống lại để mà tiếp nhận Đức Thánh Linh, để bước đi trong Ngài, để cái con đường con người tâm linh của mình ngày càng lớn mạnh đó. Chúa cho anh chị em mình được trong cái dòng chảy để nhận biết được, vạch trần ra cái con người cũ là cái con người Babylon, con người luôn chống đối với Ngài. Và khi mình được sống trong cái đời con người mới, bước đi cùng với Đức Thánh Linh, thì mình phải thấy được cái con người cũ là cái con người phải chết mà chống đối với Chúa Thánh Linh như thế nào. Cái con người đó là con người chống đối, chống nghịch lại, con người sống theo xác thịt. Và mình khi mình được được sinh lại thì mình phải vác nó nữa. Thực ra thì cái mức độ mà để dồn vô để mà đầu phục Ngài
bước đi theo Đức Thánh Linh, theo Đức Thánh Linh thì phải ngày càng hơn để tập trung vô. Ủa tại sao em bị echo? Chờ em chút. Bước ra. Dạ, xin lỗi nhé. Đức Thánh Linh là sự sống. Mà nếu mà một con người mà được sinh lại và có sự sống của Ngài mà không bước theo Ngài để ngày càng được lớn, không, nó không đơn giản là mình là con cái của Ngài, nhưng cái bước đầu khởi đầu đó là khi đã được làm con thì đứa làm con được sinh lại thì cần phải được lớn lên để mà được trưởng thành, được sự dạy dỗ, bước đi theo đúng ý muốn của cha. Rồi trong cái mặt tâm linh lại phải được trưởng thành để mà với nhận được những cái cơ nghiệp, nhận được cơ nghiệp nữa của Ngài, ngày cho, ngày trao ban. Được kế tự đó, cái câu 17 đó. Nếu chúng ta là con cái thì cũng là kẻ kế tự. Nếu kế tự thì Đức Chúa Trời, kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Nếu mà một người được sinh lại bởi Đức Thánh Linh, mới vừa sinh lại, thì con người đó rất là yếu, yếu ớt, không thể nào mà làm theo cái ý muốn của Ngài. Sinh lại là cần phải được lớn lên nữa. Thì cái con người trưởng thành và lớn lên với là con người chịu được đau đớn với Ngài. Thử ra những con người mà mới sinh lại, những con đỏ thì không có chịu đau được đó, thì sống với cái con người đó thì rất là dễ. Cái con người cũ, con người xác thịt, con người phải chết đó, đó. Con người là luôn chống nghịch với Ngài, con người Babylon. Khi mình đã biết được con người con người cũ non, và là con người mình còn được sự dạy dỗ là vạch trần ra là cái con người Babylon, là có con người chống nghịch với Chúa như thế nào, thì mình phải càng khiếp sợ. Và từng đó mình mới thấy đó là mình mới thấy được cái giá trị như thế nào mà Đức Chúa Trời mà mang thân thân vị thứ hai để mà Ngài hy sinh để mà cứu cái con người đó, cái con người tội lỗi đó, con người chống nghịch Ngài như vậy. Thì khi mà một đời sống có Đức Thánh Linh dẫn dắt thì mình mới thấy được cái giá trị mà cái giá trị mà Chúa Giêsu, ngài là Đức Chúa Trời, để mà Ngài hy sinh để mà gánh cái tội lỗi đó cho mình được. Thì nếu mà được Ngài dẫn dắt đi và đầu phục Ngài, chấp nhận và bước đi theo Ngài, thì tâm trí của mình luôn luôn được Ngài thay đổi, và cái cảm xúc cũng vậy,
cảm xúc của mình thì lại được Đức Thánh Linh Ngài hướng dẫn. Tại vì cái cảm xúc này và là cái con người của linh hồn, thử ra nếu mà không được Đức Thánh Linh được sinh lại và đồng đi với Ngài mà thì không thể nào mà làm việc với cái con người, cái linh hồn của mình được. Em cảm tạ Chúa rất là nhiều, bởi vì khi mà được Đức Thánh Linh, tại vì rất là nhiều người đã được sinh lại mà rồi lại có những cái loạt bài được đầy dẫy Đức Thánh Linh nữa, mà bây giờ Đức Thánh Linh Ngài là Ngài mà Chúa Giêsu nói là Ngài là đứng an ủi, Ngài là đứng an ủi. Thì thử ra khi mà một người bị người thân đó làm cho mình đau đớn mà như thế nào, thì những con người càng thân yêu bao nhiêu thì lòng của mình với càng đau đớn bấy nhiêu. Chứ nó không phải là cái người ở ngoài, như cái người mà ở phía trong mà người thân thiết tình cảm thì phải làm cho mình đau đớn. Thì khi mình đau như vậy thì mình cần một cái người đến để an ủi, nói là phần con người. Nhưng cái con người không ai mà đến để mà an ủi được, bớt đau, chỉ là bớt thôi. Nhưng khi cái người an ủi đó đi về, tự nhiên mình vẫn đau, dai dẳng hoài. Thì chính Đức Thánh Linh, Ngài là đứng an ủi. À, nhưng Ngài an ủi mình, vậy thì ngược lại mình làm cho Ngài buồn lòng. Thực ra đó là em mới thấy, Đức Thánh Linh ở trong con. Ngài đặt cái đền thờ ở trong lòng con. Khi con Ngài con tiếp nhận Chúa Giêsu là đấng cứu con, và Ngài trong cái phần để đồng đi với Ngài qua cái sự cứu đó để mà được lớn lên và trưởng thành. Thì nếu như con không mật thiết với Đức Thánh Linh, con làm cho Đức Thánh Linh buồn, vậy như thế nào? Con buồn thì con Ngài an ủi. Nhưng khi con không vô tình hay cố ý gì đó, hoặc là con chơi tình vờ luôn, cái cơn con người cũ của mình nó nổi lên bất chấp để cho là Đức Thánh Linh buồn. Đó, cái điều đó em thấy Chúa, con cảm tạ Chúa vô vàn khi Chúa đã dạy cho con một cái con người. Chúa cho con có sự sáng là trong Đức Thánh Linh. Con nhận ra được điểm này, còn Ngài còn là của cầm cho con nữa. Ngài dẫn dắt con từ lúc con chưa nhận biết Ngài, chính Chúa Thánh Linh cũng đã hướng mình đến với Chúa Giêsu. Và khi mình đến được với Chúa Giêsu thì mình mới được chiếm đoạt, Ngài chiếm đoạt mình hoàn toàn. Và khi được chiếm đoạt Ngài hoàn toàn, Ngài cho mình bước đi với Ngài để mà mình được trưởng thành một con người, để mà nhận được cái cơ nghiệp, nhận được là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, là mình phải sống cái con người mới. Giống như thầy nói, mình tập trung sống cái con người mới, đó là tập trung sống với Đức Thánh Linh để mà ngài đồng đi với Ngài. Chính Đức Thánh Linh dạy cho mình đánh đồng với Chúa Giêsu như thế nào, để danh của Chúa Giêsu được tỏa sáng ra sao trong cái đời sống của mình, và bản chất của Chúa Giêsu cũng được ở trong mình. Ngài khi cái vinh hiển, giống như em hiến hay nhắc tới cái vinh hiển đó là bản tính của Chúa, bản chất của Ngài. Nếu mà bản chất và danh của Ngài mà lời của Ngài được tỏa sáng và bản chất của Ngài như vậy, thì khi mình được đánh đồng bởi sống bởi Đức Thánh Linh, bước đi Đức Thánh Linh, thì mình cũng được tỏa sáng như vậy, bản chất của Chúa, bản tính của Chúa ở trong mình, bởi vì mình nâng tập trung vô sống cái con người mới để mà được trưởng thành. Và Ngài còn làm cho khi mà Ngài gặp mặt Chúa Giêsu thì Ngài lại trong khi cái chờ đợi để mà gặp mặt Ngài, Ngài lại còn có cái của cầm đó cho mình nữa. Thành thử ra cả cuộc đời khi được sinh lại trong Đức Thánh Linh là mình phụ thuộc Ngài hoàn toàn như vậy, đầu phục Ngài. Nếu mà mình sơ hở Ngài ta là cái con người xác thịt, con người chống nghịch với Chúa, cộng tác với lại lén lút để mà gian dâm với Satan, là cái con người rất là kinh tởm, đó là con người xác thịt. Mà nếu mà ai chăm chú về cái xác thịt thì không ai có Thánh Linh của Đấng Christ thì mới thuộc về Đấng Christ được.
Còn nếu không thì cứ sống xác thịt thôi. Cuối cùng mình theo Chúa Giêsu, hay là con cái của cha, con là con của Thiên Chúa. Đó là chỉ là miệng nói thôi. Nhưng mà thật sự không có Đức Thánh Linh của Đấng Christ thì làm sao con cái của Ngài được. Thì em cảm tạ Chúa cho mỗi ngày để mà được đồng đi với Ngài như vậy, để mà biết làm việc với linh hồn. Đó là một cái mà ngành chuyên môn, đó là công nghệ làm người đấy. Em cảm tạ Chúa. Nếu mà không có này, con người biết là con người cũ và con người mới, nhưng mà để còn làm việc với linh hồn nữa, chứ không phải là biết là con người mới với con. Chúa đã cho mình biết được con người mới, con người cũ. Nhưng mà ở đây, khi mà cái bước đi để sống thánh khiết, Ngài còn dạy cho mình biết làm việc với cái linh hồn của mình. Em cảm tạ Chúa vô cùng. Em xin dâng lời cầu nguyện. Ô trời, chúng con cảm tạ ngợi khen cha. Chính Đức Thánh Linh, Ngài đã cáo trách lòng của con. Ngài đã lên án lòng của con. Ngài giày xéo lòng của con để cho con ăn ngủ không yên, để cho con trở về với Đấng Christ. Thật là tuyệt vời, Chúa Thánh Linh ơi. Con cảm ơn Ngài. Ngài đã cho chúng con được gặp gỡ Chúa Giêsu, để chính Chúa Giêsu đã rửa đi những tội lỗi của chúng con. Ngài làm mới cho chúng con, cho con sinh lại bởi Ngài. Và qua sự ăn năn tan vỡ đó, chính Thánh Linh đã cáo trách xé lòng của chúng con ra, để nhờ để con gặp gỡ được Chúa Giêsu, Đấng đã chết và sống lại cho chúng con. Và trong Chúa Giêsu, qua huyết của Ngài, qua thân thể của Chúa Giêsu, chúng con mạnh mẽ, mạnh dạn đến với Cha là Đấng thánh khiết, Đấng hằng sống. Ô Chúa ơi, đó là cơ nghiệp của chúng con, đó là quà tặng lớn lao của mà Cha đã yêu thương chúng con. Cơ nghiệp lớn nhất là chính Ngài cho chúng con một Thiên Chúa ba thân vị ở cùng với chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa cho chúng con một gia tài, và cho con được chúng con được đồng kế tự với Đấng Christ nữa, mà mỗi ngày đây chính Đức Thánh Linh để mà làm cho chúng con lớn và trưởng thành. Khi con người lớn và trưởng thành mới chịu đau đớn với Chúa Giêsu được. Chúa ơi, con cảm tạ Chúa cho chúng con được khôn lớn, để mà khi chúng con được gặp gỡ Chúa Giêsu thì chính cái khôn lớn đó là chúng con được sống theo bản tính của Ngài, sống theo bản chất của Ngài, tính tình của Ngài. Đó là bản chất, bản tính yêu thương, bản tính công bình, bản tính thánh khiết. Còn rất là nhiều những bông trái từ nơi đó mà sinh ra nữa. Chúa ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa. Khi đời sống của chúng con được Đức Thánh Linh dẫn dắt, thì con người cũ của chúng con, chúng nó phải chết dần, chết mòn. Chúa ơi, chúng con phải mai táng nó. Chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con được lớn và trưởng thành, để biết được con người cũ, con người mới, và chúng con còn biết làm việc với linh hồn của chúng con nữa. Đó là một ân điển lớn lao mà Chúa ban cho chúng con. Chúng con biết ơn Ngài, Đức Thánh Linh ơi. Ngài dẫn dắt chúng con để cho chúng con đồng đi với, đánh đồng với Chúa Giêsu. Và Ngài còn là của cầm cho chúng con nữa. Chúa ơi, của cầm đó là cầm lấy linh hồn của chúng con, giữ cho chúng con sống con người mới luôn mãi, và đức trung tín của chúng con, và sự trung thủy của chúng con cho tới cùng, cho tới ngày mà chúng con gặp được Chúa Giêsu. Ô Thánh Linh ơi, chúng con cũng xin lỗi Ngài, cũng đã bao nhiêu lần chúng con làm để vì cái hành vi của chúng con đã làm buồn lòng Ngài. Xin Ngài tha thứ cho chúng con. Ngài rất là nhẹ nhàng. Chúa ơi, chúng con xin lỗi Ngài. Chính Ngài làm cho chúng con có bản tính của Chúa Giêsu, nâng đỡ chúng con, dìu dắt chúng con, để cho chúng con biết thi hành thánh ý của Cha. Và trong cái thời kỳ cuối cùng này, chúng con còn thực hiện những điều mà đó là tin mừng vương quốc phải được lan ra nữa. Chúa ơi, chúng con hôm nay cầu nguyện cho nhu cầu Thánh Linh ơi. Điều mà chúng con khác hơn những con người mà tin Chúa bề ngoài, đó là sự trang bị đầy đủ dầu của chúng con
không những dầu đèn mà chúng con còn phải phải dư ra dầu nữa Chúa ạ. Chúng con cảm tạ Chúa, Đức Thánh Linh ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Ngài rất là nhiều. Chúng con cầu nguyện cho em Nam được đầy dẫy Đức Thánh Linh, được sống trên đời sống của với Ngài, nhận chìm tình yêu của Ngài và ở trong đời sống của em Nam. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa để cho đời sống của em Nam ngày càng lớn lên và được trưởng thành trong Ngài, để cơ nghiệp và cũng như là đồng kế tự với Ngài, để chịu đau khổ với Ngài. Và tất cả những gì mà Chúa đang trang bị cho em Nam, công việc học hành và cũng như là cơ nghiệp, thì điều ở đây xin Thánh Linh làm cho em Nam ngày càng giống Ngài càng hơn. Chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa vô vàn, và Chúa cũng cho chúng con thấy được sự trưởng thành của nơi em Hiến, em đã lăn xả và sống biệt riêng cũng như sống mà sống thánh cho Ngài. Chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa cho con thấy được em Hiến sự bứt phá mà Đức Thánh Linh ở trong em. Chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa vô vàn, nguyện Ngài dẫn dắt và tiếp tục để mà nâng đỡ cho em Hiến, để em Hiến sống có bản tính của Ngài, sự vinh hiển của Ngài ở nơi em, để em tỏa sáng bản chất của Ngài, Chúa ơi, Chúa dùng em để mà từ không ra chi, để mà lời của Chúa được đang tỏa sáng ở trong em, để mà hạ nhục những kẻ đã được đầy dẫy chữ nghĩa, đầy dẫy Ngài mà không làm sáng tỏa Chúa ra. Thì Chúa dùng chúng con, Chúa dùng em Hiến để tỏa sáng Chúa ra cho thế gian này, để Chúa hạ nhục những con người đó, Chúa ơi. Ngày càng Chúa càng đến càng gần rồi, Chúa ạ. Chúng con biết ơn Ngài nhiều lắm. Chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa ngày càng để Chúa dạy dỗ cho chúng con có tính cách giống Ngài, để cho chúng con thi hành những công việc mà Ngài trao ban cho chúng con. Chúng con cầu nguyện cho vợ chồng chị Chi và anh Trung ngày càng sống có con người mới ngày càng hơn. Chúa đang làm cho chị Chi một cách ngoại mục, Chúa ơi. Bởi vì đúng như Chúa nói là những kẻ đến trước sẽ trở về sau và những kẻ sau sẽ được đứng hàng đầu. Chúa, chị Chi là những người mà được Chúa sau cùng này lại được trở nên hàng đầu ngày càng để tiếp nhận tình yêu của Ngài, bản chất của Ngài và tình yêu của Ngài. Chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa khi chúng con nhìn thấy được việc Thánh Linh của Ngài hoạt động ở nơi chị Chi, thì Chúa cũng đã nhắc nhở cho chúng con để cho chúng con biết sống vững tin vào Ngài, cũng như là biết chỉnh đốn lại cái con người của chúng con. Chúa, chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa thật là nhiều vì tình yêu cao cả của Ngài đã dành cho gia đình anh Trung và chị Chi. Bởi vì qua cái đời sống Thánh Linh đầy tràn ngập nơi hôn nhân gia đình của anh Trung chị Chi, thì dòng chảy của Đức Thánh Linh thiêu đốt các con cái của anh chị, thiêu đốt những gì không phải là của Chúa, để mà sự sáng của Chúa, Đức Thánh Linh là sự sống, sẽ làm cho tâm linh của con cái anh chị được sống lại. Chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa. Chúng con cũng cầu nguyện cho em Thủy, Đức Thánh Linh Ngài hoạt động và vận hành trong em Thủy ngày càng hơn, bởi vì em đã đầu phục Ngài. Chúa ơi, việc của chúng con vâng lời và đầu phục Ngài, đó là bí quyết mà Chúa đã dạy dỗ cho chúng con trong dòng chảy đi của người thầy giáo dạy dỗ cho chúng con. Chúng con vâng lời và đầu phục Ngài, Chúa ơi. Đó là điều mà Chúa đã yêu thương chúng con và Chúa đã dành sẵn cho chúng con. Chúng con biết vâng lời Ngài, bởi cái kẻ mà chống nghịch lại Ngài đó là con người cũ của chúng con đã bị nọc độc bởi Satan. Nhưng mà qua khi chúng con tiếp nhận Chúa Giêsu là Adam thứ hai, Ngài đã làm cho chúng con được trở thành một con người mới. Chúng con vững bước theo con người mới này ngày càng hơn. Chúa ơi, trong ánh sáng của Chúa ở trong em Thủy sẽ được tỏa sáng đến người chồng của em và các con cái của em. Chúng con cảm tạ Chúa ngày mỗi ngày Chúa trang bị cho em để mà em được ẩn náu trong Ngài, được trang bị đầy đủ cho trong Ngài, để cơ nghiệp và sự kế thừa của Ngài, để em hốt những cái linh hồn ở trong những con người tôn giáo,
để mà vinh hiển của Chúa trong em được vinh hiển, được tỏa sáng ở nơi con cái của Chúa, ở những cái nơi mà dạy dỗ những cái giáo lý giả dối, những giáo lý của ma quỷ. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa, Đức Thánh Linh là sự sống, Ngài là sự sáng, Ngài vận hành trong đời sống của em, và em là người Chúa đang sử dụng. Chúng con cảm tạ, ngợi khen Chúa, chúng con dâng đời sống của chúng con, sống mà thánh cho Ngài, để mà chúng con được thuộc chọn về Ngài, bởi vì Đức Thánh Linh của Đấng Christ ở trong chúng con, thì chúng con là danh cả tán danh của Ngài ra. Chúa ơi, Cha nhìn thấy chúng con, Cha vui cười chúng con, Cha vui với chúng con. Chúng con cảm tạ, ngợi khen Cha nhiều lắm. Ngài đang dẫn dắt cho chúng con, để cho chúng con tập tành trong cái thời gian huấn luyện này, bởi ân điển của Ngài, và Ngài trang bị và dạy dỗ cho chúng con. Chúa ơi, chúng con cũng dâng đời sống của chúng con đây, con cái của chúng con, hậu duệ của chúng con sẽ được vâng phục Ngài, bởi vì chúng con tin vào lời của Ngài hứa với chúng con. Vào những thời kỳ cuối cùng, Ngài sẽ đổ thần của Ngài xuống trên tôi nam tớ nữ, trên con trai con gái của chúng con, và Chúa sẽ cất đi cái lòng chai đá của chúng, và Chúa đặt để vào lòng con cái của chúng con trái tim bằng thịt, để cho chúng đầu phục Chúa, để chúng kính sợ Ngài và vâng lời Ngài, thờ phượng Ngài một cách đúng đắn theo lẽ thật của Ngài muốn. Chúa ơi, chúng con cảm tạ, ngợi khen Chúa. Chúng con cũng cầu nguyện cho người thầy giáo của chúng con đây, và hoàn cảnh của cả thế giới bị trung chuyển bởi trong đất nước của ông đang ở. Nhưng chúng con là những người đồng đi với Ngài, được Đức Thánh Linh dẫn dắt, cái sự bình an của Ngài ở trong người thầy giáo của chúng con. Và Chúa còn cho thầy giáo của chúng con công việc của Ngài ở nơi đất nước ông đang sống. Và Chúa sẽ làm vẻ vang danh của Chúa qua cái đời sống của người thầy giáo của chúng con, để tin mừng vương quốc còn được lan ra khắp vũ trụ chứ không phải khắp đất nữa. Chúa ơi, chúng con là Chúa, bởi vì chính chúng con là Chúa. Chúa đã chọn người thầy giáo của chúng con, Chúa chọn anh chị em ở đội quân đặc nhiệm của chúng con đây, để mà Chúa làm cho chúng con được lớn và trưởng thành, để được đồng cai trị với Ngài, kế tự với Ngài. Chúa ơi, chúng con biết rằng giờ đây ông cũng đang là những con người trưởng thành được lớn để mà làm những việc lớn và khó cho Chúa, thì ông cũng đang chịu những sự đau đớn cùng chung với sự chết và sự sống lại của Ngài, để mà sự vinh hiển của Chúa được ở trong ông. Chúa ơi, chúng con cảm tạ, ngợi khen Chúa. Chúa xin Thánh Linh của Ngài dẫn dắt người thầy giáo của chúng con trong lúc này, và an ủi cho người thầy giáo của chúng con, bởi vì tấm lòng của chúng con, Chúa nói vui với kẻ vui, buồn với những buồn thì chúng cũng buồn với những con người đang ở trong cái sự chiến tranh này, và Chúa an ủi những con người ở trong bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Nhưng chúng con cầu nguyện qua ánh sáng và cái sự rung động của thế giới qua chiến tranh này sẽ cảm động và sẽ tan nát những cái tấm lòng của những con người cứng cỏi, để qua sự chiến tranh này họ thức tỉnh và trở về với Chúa. Chúa ơi, chúng con cảm tạ, ngợi khen Chúa vô vàn, và chúng con dâng người thầy giáo của chúng con lên cho Chúa, để cho Chúa đổ thần của Ngài xuống trên ông, để mà trong cái thời kỳ, trong cái thời điểm này, Chúa nhắn nhủ và Chúa cho ông được bày tỏ ở nơi cái bào thai mà ông đang mang thai, để mà qua cái thời gian này danh của Chúa được vinh hiển ở nơi ông. Chúa ơi, chúng con cảm tạ, ngợi khen Chúa, giải quyết tất cả những cái nan đề cũng như là những nhu cầu mà hiện nay Chúa, chỉ có mình Chúa mới thấy được ở nơi tấm lòng của ông. Và chúng con tin tưởng bởi quyền năng và sự đắc thắng của Chúa ở trong ông, và ông cũng sẽ sống một đời sống đắc thắng và vượt qua tất cả những cái khó khăn nan đề, để sống đẹp lòng Ngài và sống theo ý muốn của Ngài. Chúng con cũng cầu nguyện cho chị bé. Chúa ơi, Chúa là nguồn an ủi, Thánh Linh Ngài là nguồn an ủi. Ngài an ủi cho chị bé, và Ngài cũng là sự sống để cho chị bé có được sức sống của Thánh Linh ở Ngài, ở trong chị bé, và sự sáng của Chúa cũng ở trong chị. Và qua những cái trận chiến này là Chúa ngày càng Chúa thương chị bé, để mà cho chị bé
bằng giá nào cũng được thuộc chọn về Ngài để biết được cơ nghiệp của mình, biết được mình đang có được điều gì để mà được đồng kế tự với Đấng Christ. Cha ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Cha, chúng con gọi hai tiếng Abba, Abba. Cha ơi, bởi Đức Thánh Linh của Ngài nhìn ở trong chúng con mới mở miệng để kêu lên hai tiếng Abba được Cha. Một tiếng thân thương ở trong lòng đời sống của chúng con. Chúng con biết ơn Ngài. Giờ đây chúng anh chị em của chúng con cùng nhau ở trong đội quân đặc nhiệm này để mà sẵn sàng cho Ngài sử dụng chúng con, và chúng con là những chiến binh biệt kích để mà Ngài sai phái chúng con đi trong cái thời kỳ cuối cùng này để mà đem vinh hiển về cho Ngài. Con cảm ơn Cha, con ngợi khen Cha trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah, ơn Chúa. Ơn Chúa. Dạ, trong đoạn Kinh Thánh câu số 5 thì kẻ sống theo xác thịt thì trong những sự thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo Thánh Linh thì trong những gì thuộc về Thánh Linh. Thì ơn Chúa là đây những con người mà sống trong xác thịt đó là con người cũ và cũng là con người Babylon. Họ chỉ biết là chăm chú về cái xác thịt của họ, họ chỉ biết là chăm chú những cái gì mà thuộc về ở đời này, họ chỉ có những muốn là cái gì mà họ có thì họ không có cần những gì kế tiếp, họ chỉ biết là họ dừng lại cái nơi đó, cứ dừng lại cái chỗ đó thôi. Thì tạ ơn Chúa là mình còn mình thì được anh chị em mình được sống trong Thánh Linh, được Thánh Linh dẫn dắt và dạy dỗ, khiển trách và huấn luyện mình. Thì nhưng mà nhiều lúc mà mình cũng sợ ý để cái con người cũ nó nổi lên làm buồn lòng Thánh Linh. Thì mà mình biết rằng ở Chúa Thánh Linh là của cầm và cơ nghiệp của mình rồi, Chúa Thánh Linh là ở trong đời sống anh chị em mình rồi, mà Chúa Thánh Linh là dẫn dắt mình và dạy dỗ mình về Tin Lành Vương Quốc của Chúa Trời rồi, với tất cả tình yêu lẽ thật mà mình đã nhận được là qua bởi Thánh Linh. Và nhiều lúc thì mình cũng làm phiền lòng Đức Thánh Linh là bởi vì mình đã để cái con người cũ nó nổi lên. Thì đây là một cái sự mà để mình biết cái Chúa Thánh Linh cáo trách cái lòng mình, cáo trách là bởi vì mình đã không nghe lời Chúa Thánh Linh dạy dỗ, và mình đã để buồn lòng Thánh Linh. Thì tạ ơn Chúa là Chúa đã bày tỏ cho mình về cái điều này, để mình biết rằng là Chúa Thánh Linh là đứng để đóng ấn mình trong những ngày trong ngày cứu chuộc rồi, mà mình nhiều khi mình quên đi, mình để giấy để con người cũ nó giấy lên. Thì tạ ơn Chúa là qua bởi Thánh Linh Ngài đã yêu thương anh chị em mình, không có để cho bất cứ ai ở trong nhóm anh chị em mình phải bị gục ngã, mà bởi vì cái lòng trung thành trung tín, bởi vì cái mình đã nghe được cái cáo trách của Chúa Thánh Linh thì mình mới nhận ra, thì mình mới ăn năn tan vỡ, ăn năn sám hối với Ngài. Để không thì mình không có, nếu mà mình không để Chúa Thánh Linh mạnh mẽ trong mình đó, thì mình cứ chiều theo xác thịt thì mình sẽ trở về lại cái con người cũ, con người mà nó hay nổi dậy, con người mà nó hay chống lại cái con người mới. Mà tạ ơn Chúa là khi mình sống với con người mới thì Chúa Thánh Linh vận hành trong đời sống mình. Thì đây là một sự dạy dỗ của Ngài trong cái vừa qua đi sang bên ngoại của mấy đứa. Thì đây là một cái mà Chúa cũng bày tỏ cho mình là mấy năm trước, hai năm trước thì khi mình qua bên đó thì họ bày tỏ ra những cái sự thật mà mình không còn ở trong cái tôn giáo mà mình đi theo Chúa, thì họ rất là bức, họ giận dữ mà chửi bới, họ làm nhiều cái ghê gớm, họ chửi đủ thứ trên đấy. Thì ngày hôm thì vừa rồi thì qua bên đó thì họ cũng muốn mình qua, hai vợ chồng qua là để tổ chức 80 năm
ngày thọ của bà già, bà cụ. Thì tạ ơn Chúa thì chuyến này thì hai vợ chồng cũng biết cái sự mà dạy dỗ của Chúa Thánh Linh đó. Mình để khi mình đi mình phải đem Thánh Linh đi để Chúa bày tỏ cái thần khôn ngoan, thần thông sáng để mình không có làm những cái điều mà họ bị vấp ngã nữa. Nhưng mà chuyến này thì tạ ơn Chúa là trước khi đi cũng cầu nguyện đập phá hủy diệt những cái sự ác, cái không có một cái sự dữ nào đã xảy ra trong cái mấy ngày vừa rồi là mình qua bên đó để tổ chức cho bà, để cho bà vui. Thì họ cũng muốn tổ chức là cái cách mà để làm một cái sự ngạc nhiên cho bà, không cho bà biết. Khi mà chị mở cửa thì mọi người đều bà lên là giống như là chúc tụi happy anniversary, happy birthday thôi. Mà thì tạ ơn Chúa thì hôm qua Chúa Thánh Linh cũng bày tỏ cho mình, bày ra là bây giờ mình không có thể nào mà mình làm cho bà ngạc nhiên rồi tới ngồi xuống ăn uống là xong. Nhưng mà chuyến này tất cả anh chị em mình kêu bà ngồi xuống để chúc tuổi cho bà. Đó, thì cũng nói ra cái điều đó cũng dự tưởng là họ cũng chống đối, nhưng mà cảm ơn Chúa họ rất vui mừng. Họ vui mừng là ok, very good. Tại vì chưa bao giờ làm. Họ chỉ biết là tới rồi ăn uống vui vẻ giống như mấy năm trước cũng đã làm qua rồi. Chỉ cũng làm một cái ngạc nhiên đó xong rồi vui vẻ trong lúc đầu, bắt đầu rồi ngồi xuống ăn uống không có gì hết. Thì đây là mình cũng bày ra là bây giờ mỗi một gia đình phải có cái sự chúc tuổi cho bà rồi con cháu nữa. Đó, thì họ cũng đồng ý và làm một cái buổi tiệc vui vẻ. Thì tạ ơn Chúa là khi một cái vừa qua đó, đi qua bên đó đó, họ thấy rất là ngạc nhiên là họ kia mà họ thấy mình bị cái tai nạn mà phỏng đó, họ nói là chắc nghĩ là khi mà gặp anh Trung đó, là chắc mặt mũi xấu xí ghê gớm lắm. Họ cứ nghĩ là vậy. Yeah. Khi mà gặp họ rất là ngạc nhiên, ai cũng vậy hết. Ủa, anh Trung như vậy hả? Ủa, tưởng là anh Trung giống như là nó giống như trong cái hình đó, tại vì gửi cái hình mà bị phỏng á, họ nghĩ vậy. Xong rồi họ nhận ra đây là phép lạ, cái này là phép lạ bởi vì không có Chúa là mình không có đứng ở đây, mà nếu mà có thì cũng mặt mũi không có được như vậy đâu. Họ lại khen nữa là cái da lại sáng sủa, lại đẹp ra. Thì tạ ơn Chúa đại bởi mình thấy mình sống trong Chúa Thánh Linh nó khác hẳn, bởi vì khi mà một cái con người mà cũ mình đó, thì mình đã phá hủy dịch, nhưng mà mình tạ ơn Chúa là cho mình được có cái sức mạnh để mình đứng vững. Thì ai gặp cũng thấy ngạc nhiên. Thì tạ ơn Chúa thì trong cái buổi tiệc á, thì trong cái buổi mà chúc tuổi đó, thì có một người em kế của cô Chi bày ra một cái trò chơi là chúc tuổi xong bắt đầu cô ta dùng những cái mà quyền lực của cái mà thế lực của cô ta là giàu có đó, là một cái dây tiền là 1.000 đồng, từng 20 đồng một đầu dán vô dán vô hết là một cái dây dài, bỏ trong cái hộp, rồi ngoài kêu bà cụ kéo mãi mới hết, bắt đầu khoe cái đây là 1.000 đô. Đó. Xong rồi cô ta lấy cái tiền đó quàng lên cổ bà. Ồ, mình thấy khủng khiếp quá, bắt đầu đứng ra ngoài, bắt đầu nói tiếng lạ, đọc tiếng lạ, cầu nguyện đập phá hủy diệt những cái ma môn tiền bạc này ra khỏi cái bà khỏi bà mẹ của ta ngay giờ phút này. Bởi vậy cho thấy mình thấy rằng cái con người Babylon nó sống xác thịt ghê gớm lắm, nên tạ ơn Chúa là mình có sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh thì mình nhận ra cái điều đó là cái điều đó điều ác, điều đó của ma môn. Nó mình đã chúc tuổi cho bà, đầy dẫy cho bà rồi mà đưa cái ma môn vào trong cái quàng và cổ bà như vậy. Ôi, mình thấy khủng khiếp quá. Thì tạ ơn Chúa trong ngày hôm nay thì
Mình thấy rằng cái điều mà Chúa bày tỏ cho vợ chồng thì trong mấy ngày hôm qua thì đi chơi về bên đó thì họ rất là vui mừng và vui vẻ. Không có một cái sự gì mà gây chiến tranh trong cái buổi tiệc đó, mà không, trong mấy ngày trời cùng mình yếu với kẻ yếu. Không có thể nào mà mình dùng mạnh mà làm cho họ bị sa ngã. Thì đó là bởi vì Chúa Thánh Linh ở trong vợ chồng đi đến và đưa đem cái niềm vui cho họ. Tạ ơn Chúa. Ngày hôm nay mình thấy rằng mình luôn luôn ăn năn tan vỡ với Ngài để mình không thể nào mà để làm phiền lòng là Chúa Thánh Linh nữa. Bởi nhiều khi cái bản tính, cái nhức đầu nó chịu không nổi, nó làm cho mình, nó gây lên trong mình. Thì tạ ơn Chúa. Chúa Thánh Linh cáo chắc thì mình mới nhận ra. Còn nếu mà không có Chúa Thánh Linh cáo chắc thì mình không có sống trong Chúa Thánh Linh, thì mình cứ cho là cái đó là xác thịt, là mình chiều theo xác thịt, là mình xác thịt là chỉ có chết thôi. Chúa Thánh Linh làm cho mình sự sống đời đời. Tạ ơn Chúa. Công nghệ. Ôi, kính lạy Cha là Đức Chúa Trời yêu dấu của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài nhiều lắm. Ngài yêu chúng con, Ngài ban Chúa Thánh Linh là sức mạnh ở trong chúng con. Chúa Thánh Linh là đứng dạy dỗ chúng con, khiển trách, sửa trị chúng con và huấn luyện chúng con. Chúa ơi, chính Ngài là của cầm và cơ nghiệp của chúng con. Chúng con yêu Ngài, chúng con yêu Chúa Thánh Linh của chúng con. Chúng con xin lỗi Ngài bởi vì nhiều lúc chúng con đã làm cho Ngài buồn lòng. Chúa ơi, cảm ơn Chúa bởi những tình yêu của Ngài tiếp tục tuôn đổ trên chúng con. Ôi Chúa, chúng con cảm tạ Ngài, Ngài sửa chúng con, cảm ơn Ngài với sự nhân từ và lòng xót của Ngài tiếp tục tuôn đổ trên chúng con, tình yêu và quyền năng của Ngài đầy dẫy trên chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Ngài bởi nhờ Chúa Thánh Linh dẫn dắt chúng con mà chúng con được làm con cái của Ngài. Con cái của Ngài thì chúng con phải gọi Ngài là Cha. Chúa ơi, chúng con gọi Ngài Abba, Cha ơi. Chúng con được Ngài yêu thương, Ngài bày tỏ cho chúng con. Chúng con được làm con cái của Ngài thì chúng con phải biết sống và sống theo nguyên tắc của Ngài đòi hỏi. Chúa ạ, chúng con được Ngài dạy dỗ cho chúng con trong những ngày sau cuối này để chúng con được làm con trưởng nam, con kế tự. Chúa ạ, ôi chúng con được kế tự với Chúa Giêsu Christ. Ôi Chúa Giêsu là đứng anh cả của chúng con. Chúa ạ, chúng con cảm tạ ơn Ngài. Ngài là đứng đã yêu thương chúng con, Ngài đã chịu chết cho chúng con để cứu chuộc chúng con. Ôi, cứu lấy chúng con ra khỏi miền u tối để chúng con được sống với Ngài trong ánh sáng của Ngài, ánh sáng dịu huyền của Ngài. Chúa ạ, con cảm tạ ơn Ngài, Ngài huyết của Ngài đã cứu chuộc chúng con. Ôi, Ngài đã mua chúng con một cái giá rất là cao để chúng con thuộc về Ngài. Chúng con yêu Ngài, chúng con xin lỗi Ngài nhiều, con đã làm phiền Thánh Linh của Ngài. Chúa ơi, xin Chúa, Chúa xin Chúa cảm tạ ơn Ngài, Ngài yêu chúng con, Ngài tiếp tục dẫn dắt chúng con, dạy dỗ cho chúng con. Chúa ạ, chúng con cảm tạ ơn Ngài để chúng con cầu nguyện cho nhu cầu của chúng con trong ngày hôm nay. Ôi, nhu cầu của chúng con chính là Ngài, đầu tiên chính là Ngài. Ôi, sau đó Ngài đã, Ngài cũng bày tỏ những nhu cầu của chúng con nữa. Chúa ạ, ôi chúng con cầu nguyện cho thầy giáo của chúng con. Ôi, xin Chúa Thánh Linh đặt để chương trình của Ngài ô trên thầy giáo của chúng con. Con tin rằng chương trình của Ngài, thầy giáo của chúng con ở trên Hoa Kỳ này sẽ chương trình của Ngài sẽ là chương trình mà tin lành vương quốc của vương quốc Ngài sẽ bày tỏ trên nước Hoa Kỳ này. Chúa ạ, ôi con tin rằng Ngài sẽ vừa để được qua bên Hoa Kỳ này. Chúa ơi, con cảm tạ Ngài, nhưng Chúa Thánh Linh là đứng bày tỏ cho ông và sự sáng của soi sáng cho ông trong những ngày sắp tới này. Chúa ạ, chúng con cảm tạ ơn Ngài. Con cầu nguyện cho chị Linh, chị chùa, chị cô Hương. Chúa ạ, ôi chị Linh và người con gái là Vi, ôi con tin rằng Chúa Thánh Linh sẽ mở mắt mở tai cho chị Linh và chị Vi sẽ nhận được tin lành vương quốc, sẽ nhận được lời của Ngài bày tỏ cho chị. Amen. Ôi con tin rằng họ sẽ nhận được những điều này và họ sẽ
kính sợ Ngài và tìm kiếm mặt Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Ngài, chúng con cầu nguyện cho em Nam và Hiến ôi trong việc học hành, việc tiếng Anh, ôi những cái chương trình học kinh thánh, ôi chương trình mà ao ước cho Nam, cũng muốn ao ước cho tất cả anh chị em cũng đồng tâm với Nam để cùng nhau upload lên những cái bài kinh thánh để cho những chương trình của Nam trong những ngày sắp tới này. Chúa ạ, chúng con cảm tạ ơn Ngài, xin Chúa Thánh Linh dẫn dắt chúng con. Chúa ơi, chúng cảm ơn Ngài. Ôi, chúng con cũng cầu nguyện cho giấy tờ của Mercy of God, của hội thánh của chúng con. Chúa ơi, chúng con đang mong chờ những điều này, con tin rằng điều mà chúng con Chúa muốn trông mong trong chúng con và qua chúng con. Chúa ạ, ôi chúng con, điều mà chúng con không thấy, chúng con vẫn tin Ngài, chúng con chờ đợi Ngài. Chúa ơi, chúng con mong những điều này. Chúa ơi, chúng con ao ước, chúng con chờ đợi những giấy tờ này. Chúa ạ, con cảm tạ ơn Ngài, nhưng con chúng con trung thành trung tín với Ngài cho đến cuối cùng. Ô, cho dù những khó khăn thử thách bao nhiêu nữa, chúng con vẫn tiếp tục chịu đựng những cơn thử thách này. Ôi, thử thách này để trả thi cho chúng con. Ôi, thử thách này để ích lợi cho chúng con. Chúa ạ, ôi, để khi mà chúng con trải qua sự thử thách này, chúng con sẽ nhận được nhiều điều tốt đẹp. Ôi, sẽ mang đến cho anh chị em chúng con sẽ vui mừng hớn hở. Ôi, chúng con cảm tạ ơn Ngài. Ôi, Chúa Thánh Linh ơi, tiếp tục Ngài cáo trách lòng chúng con. Chúa ơi, cáo trách lòng của con. Chúa ơi, để lòng của con thuộc về Ngài, để lòng của con không để cho con người cũ nó trỗi dậy nữa. Chúa ạ, ôi, con xin lỗi Ngài nhiều lắm. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Ngài là đứng đóng ấn chúng con trong ngày cứu chuộc. Chúa ơi, chúng con đang chờ Ngài, chờ đợi Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con dâng lên anh chị em chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. 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 Tâm thật và đoạn kinh thánh này số 9 về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình thì không sống theo cách thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Song nếu ai không có Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Tạ ơn Chúa. Chúa đã cho anh chị em mình qua bởi thần của Ngài, qua những sự học hỏi để chúng mình và cho anh chị em mình đã ở trong Ngài mỗi ngày trong đời sống. Anh chị em qua Thánh Linh Ngài hướng dẫn để được học thì tin rằng mình đã được ở trong Chúa Thánh Linh rồi thì mình không còn sống theo xác thịt nữa, nhưng sống theo Thánh Linh của Ngài hướng dẫn. Thì tạ ơn Chúa đã cho anh chị em mình nhận biết được Thánh Linh qua Chúa Giêsu để mình thuộc về Ngài mỗi ngày trong đời sống mình. Mình đã nhận biết Ngài và thuộc về Chúa Giêsu rồi thì mình biết cách làm sao để mà xử lý và bóc tách con người cũ và con người mới. Vì cảm tạ Chúa, nhờ cái việc này mình nhận ra được dễ dàng hơn là đối xử giống như là mình cư xử một cách dễ dàng, không có theo cái xác thịt nữa, mà mình theo những gì mà Chúa Thánh Linh hướng dẫn và được ở trong Ngài thì mình nhận rõ ràng hơn để mình các ta biết mà xử lý con người cũ và con người mới. Cảm tạ Chúa cho đã cho anh chị em mình được cái qua người thầy giáo đã dạy dỗ mà mình được có cái nghệ thuật để bóc tách con người cũ và người mới này thì mình không có cảm thấy khó khăn trong đời sống để mình nhận biết đâu là xác thịt, đâu là Thánh Linh. Cảm tạ Chúa. Cảm ơn Chúa và Ngài đã thương yêu và chăm sóc đời sống anh chị em qua mỗi ngày mình được cầu nguyện chung với nhau và được học hỏi qua người thầy giáo để mà anh chị em mình mỗi ngày một mạnh mẽ hơn để mình chăm về cái công việc của Ngài và hơn nữa Thánh Linh của Ngài để mình biết làm sao sống trong cái đời sống ở những ngày sau rốt này, sống theo bình an trong Ngài để mình làm những công việc của Ngài những ngày mỗi ngày một hơn. Cảm tạ Chúa. Ôi trời, con cảm tạ ngợi khen Cha, con cảm ơn Cha vì Cha đã yêu thương tình anh chị em chúng con, cho chúng con nhận ra qua Thánh Linh của Ngài
để chúng con biết cách làm sao xử lý để sống theo con để nhận ra con người xác thịt là con người như thế nào và chúng con thuộc về Thánh Linh thì chúng con phải sống như thế nào. Chúa ơi, con cảm tạ người khen Chúa vì con tin rằng nếu mà chúng con sống trong Ngài, đẹp lòng Ngài, còn người sống theo xác thịt thì không được Ngài hướng dẫn. Chúa ơi, con cảm tạ người khen Chúa vì Chúa đã thương yêu từng anh chị em cho chúng anh chị em của chúng con để chúng con tất cả những gì mà Ngài dạy chúng con bởi Thánh Linh của Ngài để chúng con biết cách xử lý nó một cách dễ dàng. Con cảm tạ người khen Chúa và con xin dâng tất cả đời sống của chúng con lên cho Ngài để qua Thánh Linh của Ngài và dẫn dắt từng anh chị em chúng con vì chúng con đều là con cái của Đức Chúa Trời. Con cảm tạ ơn Cha chúng con đã nhận bởi thần khôn ngoan, thần thông thán của Ngài để chúng con biết biết cách bóc tách nó. Con cảm ơn Chúa, Chúa đã ban quả Thánh Linh là bằng chứng cho chúng con qua tình yêu thương mà Ngài đã cho chúng con cũng được kế tự với Ngài với Chúa Giêsu. Con cảm tạ người khen Chúa giờ đây anh chị em chúng con được Ngài dẫn dắt, được Ngài hướng dẫn để chúng con mỗi ngày sống vì công việc của Ngài, sống vì vương quốc của Ngài để đem tin lành và vương quốc của Ngài rao giảng khắp nơi. Chúa ơi, con cảm tạ người khen Chúa. Con biết rằng có những lúc chúng con yếu đuối, chúng con khó khăn, gặp những khó khăn, nhưng con tin Thánh Linh Ngài hướng dẫn chúng con để chúng con đã chịu được đựng tất cả những khó khăn và đau đớn đó với cùng với Ngài để chúng con biết rằng Chúa Ngài sẽ nhấc chúng con lên để chúng con được vinh hiển với Ngài. Con cảm tạ người khen Chúa, con xin dâng tất cả đời sống mọi nhu cầu của từng anh chị em chúng con trong nhóm đặc nhiệm này, nhất là cái việc chính của chúng con. Giờ đây chúng con đang cầu nguyện cho nước Burkina là nơi mà thầy giáo chúng con đang sinh sống. Trời, giờ đây họ đang gặp phải những chiến tranh tàn khốc. Con tin rằng những việc này cũng đều xảy ra để mà ứng nghiệm lời của Ngài. Thì con tin rằng Ngài cũng chăm sóc đời sống của dân Ukraine cũng như người thầy giáo chúng con theo ý định của Ngài, chăm sóc tất cả những gì mà Ngài đã muốn thầy giáo chúng con làm việc vào những ngày sắp tới này. Con dâng đời sống của ông và tất cả những việc mà ông sẽ làm trong những chuyến sắp tới cũng như ngày mai trong hội thánh của ông gặp gỡ. Thì con tin Chúa cũng dấy lên tất cả gì mà nơi hội thánh còn lại để mà tiếp tục vào những ngày mà chiến tranh, sau chiến tranh như thế nào. Xin Chúa cũng bản thân của Ngài để mà hướng dẫn họ, các mục sư, các lãnh đạo được mạnh mẽ. Dù có những gặp những sự khó khăn bắt bớ, nhưng con tin Thánh Linh của Ngài đang dẫn dắt họ đi trong ánh sáng của Ngài. Con cũng xin dâng làm chị bé là ở cùng nơi với người thầy giáo chúng con để họ được luôn luôn ở gần nhau và chăm sóc cho nhau bởi sự lòng tình yêu thương qua Chúa đặt để cho chị bé và chúng con luôn luôn chăm sóc cho nhau. Và cũng dâng tất cả đời sống của em Nam, em Khiến trong công việc học hành này. Xin thần của Ngài, thần khôn ngoan thông sáng của Ngài đổ trên hai em, hai em học, vì hai em còn trẻ nên học những cái gì mà được Ngài hướng dẫn để hai em mỗi ngày được biết chăm chỉ học hành hơn. Dâng là đời sống từng gia đình của con, các con cái của chúng con để chúng con thần của Ngài, con tin rằng Ngài cũng làm gì nơi các con cái chúng con bởi chúng con anh chị em chúng con luôn cầu nguyện cho nhau để khi mà ngày mà Chúa đã định thì thần của Ngài đổ trên các con trai con gái của chúng con. Con sẽ cảm ơn Chúa vì Chúa đã
ban cho gia đình của Hương cũng như là qua sự kiên trì cầu nguyện của chúng con, thì con xin thánh linh của Ngài cũng rủ đầy trên chị Linh và con cái của gia đình của chị Linh để họ sớm nhận ra tin lành vương quốc của Ngài, nhận ra những sự sai trái của tôn giáo để họ quay về với lời sự thật của Ngài. Con xin dâng tất cả cũng từng anh chị em chúng con, như là em Thủy, gia đình của em Thủy cũng định được nhận ra điều đó để mà họ không còn bắt bớ, không còn chửi rủa, để chúng con sống trong sự bình an của Ngài chứ ạ. Con cảm tạ lời khen Chúa, con xin dâng tất cả những khó khăn chúng con phải biết, chúng con lời của Chúa nói là những ai sống cuộc đời tin kính đều bị bắt bớ, thì con tin điều đó. Chúa đã bảo, đã nói với chúng con rồi, thì qua sự bắt bớ này, nhưng mà con tin rằng thần của Ngài luôn ở với chúng con để chúng con không có sợ hãi những sự bắt bớ này, vì Chúa sẽ làm những điều mà lạ trên từng anh chị em chúng con để chúng con có lòng kiên trì kiên nhẫn để Chúa sửa dạy. Cảm tạ người khen Cha dâng đời sống của anh chị em chúng con, xin Cha độ thần của Ngài để mỗi ngày dạy dỗ chúng con một hơn để công việc của Chúa mỗi ngày mà Chúa giao cho anh chị em chúng con làm, thì chúng con đi trong ánh sáng của Ngài. Cảm tạ người khen Cha, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. 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 Anh chị em, chị bé ơi, chị bé cầu nguyện không? Chị bé bật lên, bật mình lên nói. Cảm ơn anh chị em yêu quý đã cầu nguyện nha. Chị bé muốn cầu nguyện thì bật lên nhé chị bé nhá. Cảm ơn Chúa đã khi nhánh này này cho chúng ta. Anh chị em phân tích rất là tuyệt vời, là cao thủ cả, là cao thủ võ lâm cả. Anh chị em có thấy đúng thật sự là chúng ta có công nghệ làm người không? Nên là chỉ trong thời gian đấy chúng ta thấy, anh em thấy sự tiến bộ của Hiến đúng không? Thấy không? Dạ. Yeah. Rõ ràng điều đấy, để cái chuyện mà công nghệ làm người và chúng ta không nói suông, điều là có thật. Đấy vẫn chưa hết đâu, đấy mới chỉ là một tí thôi. Đấy mới chỉ một chút gì đấy mà chúng ta được học thôi, còn nhiều đồ nữa cơ. Càng vào sâu nữa lại càng nhiều đồ dùng của Chúa nữa. Cái khí cụ của Chúa nữa, khí cụ trong đền thờ của Chúa đấy. Thì nhiều lúc mà chúng ta nói là trong đền thờ Chúa có nhiều khí cụ, khí mạnh đấy, khí cụ đấy. Và nhiều lúc mà bạn đọc trong Kinh Thánh có thấy nói rằng là khi Babylon nó chiếm được Jerusalem, nó mang các khí cụ về đấy, thấy không? Anh chị có để ý không? Mang các các đồ dùng đấy, để đấy, đấy là những cái tinh hoa đấy, nó dùng, nhưng bản thân nó dùng nhưng nó không biết dùng đâu, nó vẫn dùng, nó bắt chước đấy, nó vẫn lấy cái đồ gì của lời Chúa ra, nhưng mà vì nó không thần mà, thì ra nó không biết sử dụng như nào cho đúng. Thế thôi. Hallelujah. Nên thành ra là cái điều mà khi nhiều lúc mà chúng ta tưởng như chúng ta học trong thế gian ấy, thì thực ra không phải của thế gian đâu anh chị em ạ. Những điều đấy là của Đức Chúa Trời hết đấy, nhưng mà cần phải đọc, học theo cách của Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ lọc, sắp đọc ra nhìn thấy sử dụng nào sử dụng. Nhưng chúng ta có đọc từ câu 1 đi. Câu 1 là hiện nay chẳng còn sự đoán phạt nào cho những ai trong Chúa Giê-xu cả. Vì đấy là đang nói với con người mới đấy. Thông thường là người ta cứ tự tin Chúa, thế là họ đấy có kinh tế này, nó thôi, thoải mái thôi, không sự đoán phạt nữa. Tại sao vẫn có sự đoán phạt nhỉ? Tại sao thế? Đơn giản thôi. Đơn giản là không, họ không ở trong Chúa Thánh Linh, họ không ở trong Chúa Giê-xu. Tại trong Chúa Giê-xu không nghĩa là cứ tin, thế là xong. Tại Chúa Giê-xu nói rằng là kẻ nào trong ta là kẻ nghe vẫn giữ lời ta mà, đúng không? Kẻ mà làm theo lời ta đấy thì kẻ ở trong ta. Tôi phải thực hiện lời Chúa, tôi vâng lời Chúa thì mới ở trong Chúa được. Chứ còn ở ngoài thì không được. Cũng như dân Israel cái thời bị sứ đồ lệ Ê-líp-tô đấy, khi mà các thiên sứ hủy diệt đi qua, thì là trước đó Môi-se được lệnh của Chúa là phải làm lễ vượt qua, xong rồi bôi hết huyết của chim con lên mảnh cửa và không đi ra ngoài. Là vâng lời, tức là ở trong Chúa đấy. Cái chuyện mà bố biết Chúa Giê-xu sẽ ở trong nhà của mình, ở trong cái nơi mà Chúa chỉ định đấy. Yeah. Khoác, chứ không phải là bố biết Chúa Giê-xu xong rồi ra ngoài chạy lung quăng đâu. Chạy đi buôn, đi bán, đi chợ, đi búa, đi cửa hàng, shopping, đi rua, không phải.
như thế thì chử có bôi thuốc trừ sâu trong nhà xong rồi ma quỷ nó vẫn lại được bình thường, chẳng có gì cả, bởi vì là không vâng lời Chúa và không ở trong cái khu vực hay cái thời điểm mà Chúa chỉ định. Nên sự vâng lời Chúa là tuyệt vời, sự vâng lời là hơn các cuộc tế lễ mà. Kinh Thánh nói như vậy rồi. Ở trong đây chúng ta để ý thấy đấy, cái điều mà làm cho luật pháp yếu đuối đấy là ai? Đấy là ma quỷ hay là ai? Con người cũ, con người Babylon. Amen, đó con cũ đấy, là xác thịt đấy. Luật pháp thế nên nhờ Chúa Giêsu buông tha khỏi luật pháp sự tội và sự chết. Nhưng điều chi luật pháp không làm nổi thì xác thịt làm cho luật pháp yếu đuối. Đó không phải ma quỷ làm cho luật pháp yếu đuối đâu. Luật pháp Chúa đặt lên mà để mà khiến con người chỉnh đốn lại quay trở với Ngài. Nhưng mà không phải ma quỷ làm cho yếu luật pháp, nó phá luật pháp của Chúa xong làm yếu luật pháp đâu, không. Mà chính xác thịt con người, tức là chính con người cũ ấy, chính con người làm cho xác thịt yếu, làm cho luật pháp yếu và không làm nổi nữa và không đưa người được vào về với Chúa đâu. Vì xác thịt. Nhưng mà tạ ơn Chúa là Chúa Giêsu đã làm cái chuyện đấy cho rồi. Để Chúa Giêsu chết trên chúng ta trong xác thịt đấy, để lấy xác thịt của con người, sinh ra những con người và chết trong xác thịt đấy, thành ra là thoát khỏi, ta đoán phạt rồi, vì là tiền công tội đã chết mà, thành ra là Chúa xử luôn cái xác thịt đó. Tức cái anh chị em hình dung được không? Tức cái hình ảnh Chúa Giêsu chết cho chúng ta trên xác thịt đấy, thì cũng nói rằng là khi chúng ta tin Chúa Giêsu đấy, thì cái sự chết của xác thịt của chúng ta đã được đảm bảo rồi. Chúng ta không phải là chật vật để mà chiến đấu với nó đâu. Cái phần đã được đảm bảo rồi, chỉ việc mà nhận lấy mà xài. Thế thôi, chỉ tin mà đúng Chúa. Chứ không phải là mình chiến đấu xong rồi bóp mình bóp miệng như là các tôn giáo đấy, họ phải tin ăn cầu nguyện đủ các thứ để bóp linh hồn đúng không, để mà xác đủ các loại, không cần như thế. Hồi xưa họ làm thế nhưng không làm được, bởi xác thì làm chuyện yếu đuối mà không thể làm nổi, nhưng Chúa Giêsu làm rồi, sau đó chỉ việc mà nhận thành quả đấy, ân điển của Chúa chỗ đấy là nhận thành quả đấy trên sự phán xét của Chúa trên xác thì mà đã để sự phán xét Chúa trên xác thịt rồi, tức là mình cũng đồng ý để Chúa tiêu diệt tất thảy cái gì mà dính đến cái công việc xác thịt của mình, tất cả ý tưởng mà dính xác thịt đấy mình để Chúa tiêu diệt, phải đồng ý chuyện đấy, vì Chúa làm cái gì Chúa cũng hỏi mình mà, Chúa không xô cửa đạp vào. Trong lúc mà mình đang ở trên đất này, Chúa ban cho chúng ta đời sống, chúng ta ở trên đất này là quyền thể trị của mình ở trên đất này dưới quyền thể trị của Chúa, nhưng mà Chúa không đạp cửa để mà làm theo cách thích Ngài, là mặc dù Chúa để cho chúng ta làm nhưng tất nhiên nó vẫn trong ý của Chúa thôi, bởi vì là cái ý của chúng ta kiểu gì nó không thoát khỏi được cái bàn tay của Chúa Trời. Tất cả tạo vật, thời gian, không gian, ý tưởng mình ấy, vô hình ấy, hữu hình ấy, nó đều nằm trong tay của Chúa, rất là trong sự kiểm soát của Chúa tuyệt đối hết. Nên vì thế mà khẳng định lại tiếp là đừng có làm sống ra xác thịt, bởi sống ra thì chỉ chết thôi. Và chúng ta nhìn thấy ngay cái kẻ nó chăm sóc thịt đấy thì họ chỉ lo cái việc mà đời là nhìn thấy thôi, ăn thì uống gì mặc gì, lấy vợ lấy chồng đẻ con đẻ cái ra sao vậy thôi, họ chỉ để ý việc đấy thôi, tức là họ tập trung cái việc nhiều và không tập trung thuộc linh. Tập trung thuộc linh ấy, thì sẽ ảnh hưởng đến cả thuộc thể, là vẫn cứ đẻ con đẻ cái, vẫn lấy vợ lấy chồng. Thế nhưng mà cái trật tự thuộc linh ấy, thì là trật tự là tâm linh trước, mà chỉ có người thì xét trong bề trong mới thấy hiểu rồi. Bề ngoài thì vẫn tưởng như giống nhau, cũng lấy vợ lấy chồng sinh con đẻ cái, chăm sóc gia đình, làm kinh tế, làm chính trị vân vân, tương tự nhiên bề ngoài cũng phải giống nhau, nhưng bề trong khác nhau tùy theo động cơ của người đấy. Vì người sống theo sắc thịt đấy thì trong động cơ của họ ấy, là thuộc hướng về cái chuyện ở cái đời này, còn sống theo thánh linh ấy, thì hướng về cái chuyện mà sự đời đời. Và đoạn kinh thánh chúng ta cũng hiểu, chúng ta đọc rồi, về con người mới, con người cũ rồi, là con người cũ nó không thể nào vâng phục Đức Chúa Trời được, đúng không? Khẳng định đấy, sự chăm và xác thịt đấy nghịch với Đức Chúa Trời, vì nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại không thể phục được, nó không thể phục được. Vì thế mà xong, sống theo con người cũ là chỉ có chết thôi. Chúa khẳng định đấy, là con người cũ, các loại tôn giáo, Tin Lành giáo, Công giáo, Khá Cách giáo, Chính Thống giáo, đủ các loại tôn giáo khác tìm cách để phục hồi làm mới, làm sự vẫn làm sống con người mới, con người cũ này, nhưng con người cũ nó không thể sống được, con người cũ chỉ có chết và Chúa sinh lại chúng ta con người mới.
vậy chỉ có đơn giản thế thôi. Amen. Thì khi mà sống bản thân mình mới thôi, thì thôi thì thuộc về Đấng Christ vậy thôi, thì thuộc về Ngài, tức là không có sự đoán phạt nào cả. Vì thế tại sao mà chúng ta cứ dũng cảm gọi lửa thạnh nộ Chúa lên trên mình là vậy, chả sao cả, để mà lửa thạnh nộ đến cũng càng sạch, cứ gọi lửa đến là càng sạch, càng sạch, càng sạch, càng sạch, càng sạch vậy thôi. Và khi mà gọi lửa thạnh nộ đến ấy, thì xác thịt, bản thân con xác thịt nó cũng run sợ, là một con Babylon ấy, để nó không có làm gì được. Thứ hai nữa là Babylon là ma quỷ đấy, nó cứ mon men đến thì lửa thạnh nộ giáng xuống, không thế nó cũng hoảng sợ luôn. Thứ hai cái đứa gian phu dâm phụ này là không dám liên hệ nhau nữa, cứ định thò mọ nhỏ quốc pháp lại đập. Nhưng tất nhiên chúng ta không có chú tâm vào cái con người cũ và đánh phá án suốt ngày, anh chị em ạ. Mặc dù chúng ta vẫn đánh phá suốt ngày đấy, nhưng mà cái chuyện mà chúng ta chú tâm đấy là chỉ vào lời Chúa để cho mình lớn lên trong thuộc linh, lớn lên trong lẽ thật, trong sự nhận biết lẽ thật vậy thôi. Con người cũ chúng ta đánh nhau có nhiều đâu, chúng ta chỉ bảo đập nát người cũ vậy thôi, chúng ta chỉ có một vài câu thôi, chẳng gì, không chịu nói, không phải nói chuyện mày là cái nọ, mày là cái kia, ABC thì không, và cũng cầm một đập chết mày trong mình Chúa Giêsu, bóp chết mày, đóng đinh mày, chính tất cả trong mình Chúa Giêsu, vậy nó không còn gì nhiều. Còn cái phần thời gian nhiều hơn đó là mình thể tập con người mới của mình đấy, để tăng trưởng, để kéo linh hồn đến sát với thần linh chúng ta đã học rồi. Và cũng khẳng định luôn đấy, là để làm chết các việc của thân thể. Thì nên khẳng định vậy, câu 13 đấy. Chúng ta không mắc nợ xác thịt mà, nên là không sống theo xác thịt. Vì xác thịt đấy, nó bị chết rồi, Chúa Giêsu đã chết rồi. Và chúng ta theo Chúa Giêsu, tức là cái phần xác thịt chúng ta cũng chết rồi, nên về thế chúng ta không còn mắc nợ nó nữa. Thì nó đống chết rồi mà, thì còn nợ gì nữa. Vì thế đừng có mà lôi cái đám xương nó ở cái nấm mồ đấy mà lôi lên. Amen chị em, không cần phải lôi lên nữa. Nó chết thối thôi, đừng có mà bới xác nó lên để sống theo nó nữa, mà chôn nó luôn. Amen. Nên nhờ thánh linh thôi để làm chết công việc của thân thể. Thì thánh nói như vậy thôi, thì anh em sẽ sống. Và hiển nhiên mà nếu mà sống trong thánh linh của Chúa thì tìm là con Chúa Trời. Từ con đây là con dẫn dắt, con trưởng, từ là con trưởng thành ấy, không phải là con đỏ đâu. Đây là con được trưởng thành. Những kẻ mà được thánh dẫn dắt ấy, dẫn dắt nó khác với cả kéo mũi, anh chị em. Hay đẩy ép. Dẫn dắt có nghĩa là chỉ này, và mình tự nguyện đi theo, mình vui lòng đi theo và đi thông hiểu, đi theo cách thông hiểu là được dẫn dắt. Chứ còn đi theo cách kiểu như bị tóm cổ, cứ đẩy đẩy vào đấy, thì đấy không phải thôi, đấy phải dẫn dắt. Đấy là chỉ được cho con nhỏ thôi, con đỏ thôi. Còn con trưởng thành ấy, thì được dẫn dắt. Đấy, cái từ dẫn dắt đấy là từ áp dụng cho con trưởng thành, anh chị em ạ, để chúng ta không nhầm ở trong đây. Bởi vì nhiều người không để ý tiếng Việt đấy này, là con của Chúa Trời đấy, thì có con trưởng thành và con đỏ cơ. Nhưng mà cái tiếng con bị dịch là chung quá, nên tiếng Việt này không thể hiện ra đây được. Tiếng Nga đấy thì nó thể hiện ra được, anh chị em ạ. Tiếng Anh không thể hiện ra được. À, tiếng Anh thì là gì anh chị em? Chỗ này còn dịch là baby không? Hay là chỉ gọi là son thôi? Son of God thôi. Son of God. Ở đây nó chỉ dịch một cái son of God thôi. Thế thì cũng không được. Yeah. Nhưng tiếng Nga thì khác. Tiếng Nga đúng rồi, chỗ phần này son of God đấy, đúng rồi, tiếng Nga son of God, tiếng Việt ở tiếng U tiếng Nga, tiếng Nga cũng là son of God, cũng là con, tức là con trưởng thành đấy. Nhưng mà còn một cái từ nữa là con nhỏ đấy, thì nó dùng từ baby nữa, nó dùng cái từ là con đỏ đấy, con đỏ nữa, là khác. Nên ở chỗ đoạn kinh thánh này nói về cái con trưởng thành đấy. Và khẳng định lại là chúng ta không nhận thần trí sự ơi mọi, ta không phải nô lệ thần chúng ta. Vì thế mà bất kể cái gì mà nó cứ ép mình là nô lệ không được, không thể được để chúng ta lệ thuộc vào điều gì đó, không được. Chúng ta chỉ có lệ thuộc với Chúa và lệ thuộc theo cái trật tự của Chúa Trời thôi, chứ không phải là lệ thuộc đâu, kiểu như mình không làm thì mình chết mất, mình không làm thì mình chết mất, không phải thế được. Không có lệ thuộc vào vợ và chồng và con cái gì cả, lệ thuộc của Chúa thôi, và lệ thuộc vào cái trật tự thẩm quyền mà Chúa đặt để vậy thôi, cái ràng buộc về trách nhiệm thôi của chúng ta. Nhưng mà trách nhiệm trước Chúa trước tiên đã, sau đó mới cái phần còn lại. Và câu 17 đấy mà chúng ta vừa nói là phải làm sao là kẻ kế tự đồng kế tự với Chúa Giêsu, miễn là chịu đau đớn với Ngài, đây là chịu đau đớn này thì mới được vinh hiển với Chúa. Thì chịu đau đớn thì đau đớn về cái gì anh chị em?
Anh chị em nói là đau đớn là chịu thử thách đúng không? Chịu nhục hình, chịu khổ. Còn đau đớn là chịu cái gì nữa? Những dạng đau đớn nào ở đây? Thông thường chúng ta tưởng đau đớn chỉ có mỗi là chúng ta chịu đau đớn với Chúa thôi, chịu khổ với Chúa thôi. Chịu đau đớn gì nữa, anh chị em? Alo. Chịu mai táng con được. Mai táng thì nó còn cảm gì đau đớn nữa. Bởi vì nó bị chết rồi, nó biết gì nữa. Nhiều khi ép mình là tức lắm, đau đớn. Và đấy là chịu khổ đấy. Vâng, đấy là chịu khổ. Nhưng chịu cái khổ đó. Đang hỏi các chị em, không hỏi các anh em, hỏi các chị em thôi. Còn đau đớn nào nữa nào? Bắt bớ rồi. Đau đớn nhục thì chỉ hỏi các chị em thôi. Chị em thôi. À. Nhưng đau đẻ là chưa đau gì. Đau đẻ, amen, là mang thai, thai nghén. Nhưng là vì thế mà sư đồ phạm đồ cũng nói đấy. Ta vì các con chịu đau đớn đấy. Để đứng thành hình cho các con đấy. Đấy, cảm ơn chị bé. Chị bé không nói ù đấy chị bé. Chị bé khảo, chị bé lâu lâu phát đủ cái là giật mình té ngựa luôn. Con cũng đi trả lời với mục sư bảo là để phụ nữ. Đúng rồi, để phụ nữ biết thôi, là mang thai. Mà chúng ta học các bài học mang thai với Chúa rồi đúng không? Để chúng ta học cái bài học mang thai với Chúa đấy. Đau đớn mang thai. Để mang thai thì không nên hỏi chị em để mang thai một con về thuộc thể thôi. Còn anh chị em là mang thai thuộc linh rồi. Bây giờ mang thai thuộc linh thì ai cũng mang được. Còn mang thai thuộc thể chỉ có phụ nữ thôi. Và thuộc linh thì tất cả mọi người, vì trong Đức Christ là không có phân biệt nam nữ mà, thì ai cũng mang thai này. Và cái câu nói rằng chúng ta đồng kế tự với Chúa mà chịu đau đớn với Ngài, Chúa Giê-xu ấy cũng lấy cái sự đau đớn ấy làm vinh sự, anh em ạ. Nên thành ra khi chịu đau đớn với Chúa đấy, chịu mang thai với Chúa là cũng chịu cái phần kế tự đấy, cũng là đấy đấy. Cái cơ nghiệp của mình cũng có sự đau đớn đấy, anh chị em ạ. Chứ phải cơ nghiệp của chúng ta là sư quá, hallelujah, đây đây giấy chanabana borogoroshoko sư quá, không chỉ đơn giản thế đâu mà là cơ nghiệp của Chúa nữa, là cả cái sự đau đớn nữa đấy. Nên chúng ta nhớ Thánh khẳng định mà chúng ta lấy cái sự đó làm giáp trụ cho mình mà, tức là phải chịu khổ trong xác thịt đấy, mình chịu khổ và lấy cái đấy làm giáp trụ cho mình thì mình bảo vệ, giáp trụ là cái vũ khí để mà bảo vệ mình mà sự tấn công của đối phương, của kẻ thù, thì cái sự mà chịu khổ nó là chuyện bình thường. Vì thế mà trong chịu khổ mình thấy nó bình thường nên mình cứ cười vui thôi, chả sao cả. Ai đó thấy chiến tranh bom nổ tương tự mà sợ quá kinh hoàng làm gì. Chúa có cho chúng ta thần trí sự tồi mọi đặng còn ở trong sợ sãi đâu mà mình kêu sợ quá, kinh hoàng quá. Chiến tranh, dịch lệ, đói kém, khủng bố, khủng hoảng, đủ đủ các thứ. Chẳng có gì sợ cả. Vợ bỏ, chồng bỏ, con bỏ, cha bỏ, mẹ bỏ, anh em bỏ, đủ cái gì bỏ. Hội thánh bỏ, gì gì đấy, mục sư bỏ, ABC cái gì, chẳng có gì sợ cả. Vì Chúa không chúng ta không cho chúng ta thần trí của sự tôi mọi, để còn sợ nữa. Mà thần trí của sự làm con. Vậy thôi. Chúa ban chúng ta thần sự yêu thương, dè dữ thôi. Năng lực rồi, mạnh sức rồi, chẳng có gì, không phải thần của sự sợ hãi. Nên vì thế cái sự khổ đấy, nó là chuyện bình thường. Amen, anh chị em nhé. Chịu khổ đấy là chuyện bình thường. Lấy cái đấy làm giáp trụ cho mình. Bởi vì khi chịu khổ đấy, thì chúng ta sẽ cho chết con người cũ xác thịt của mình. Khổ đây nó khổ về mặt xác thịt thôi nhá, chứ không phải khổ về tâm linh đâu, anh chị em ạ. Khổ tâm linh là bất hạnh đấy. Những cái người đau khổ về tâm linh và linh hồn đấy bất hạnh đấy. Chúng ta khổ về cái mà xác thịt đấy, về thể lý đấy, về vật lý đấy. Chứ tâm linh không được khổ. Tâm linh phải vui mừng trong Chúa. Amen. Nó khác nhau là như vậy. Hai người chịu khổ cả, nhưng cái người mà khổ thực sự đấy là cái người mà bị trong bên trong họ bị dày vò, bị khổ hạnh. Họ sợ hãi, họ buồn chồn, họ lo lắng, họ bất an. Đấy, đấy là người khổ hạnh đấy.
Thế còn những người khác khổ, nhưng mà họ nhận thức là cái khổ đấy là cơ hội của họ, cái khổ đấy là cái sự tập luyện cho họ thôi. Y như là lấy ví dụ như anh chị em mang thai đấy, chịu khổ chứ, mang thai chịu khổ lắm chứ. Mang mạng 9 tháng 10 ngày như thế, suốt ngày ngày nào ôm được khư khư, không cách ra được. Muốn nằm ngửa làm xuôi là gì cũng phải nằm lỡ lỡ người để không đè lên thai. Ăn uống cũng phải cầm cữ, rồi hormone các thứ cơ thể nó tiết ra, lúc thì nôn ọe, lúc thì chóng mặt, lúc thì đủ các thứ, không như bình thường. Thích nghỉ một phút cũng không được nghỉ. Điện thoại mình mà có ôm điện thoại suốt ngày đấy, mình vẫn ôm được, lúc đó mình ngủ mình bỏ khoảng ra ngoài. Thế còn cái thai thì không ôm cũng ngủ, cũng phải đi theo, đi toilet đi theo, tắm rửa đi theo, đi chợ đi theo, được không ăn không tháo được. Trong suốt 9 tháng 10 ngày đấy là không bê được, không ngắt được ra. Rồi cái đau đấy là phải dính vào đấy luôn. Vì thế mà chúng ta nhớ cái chuyện đấy, đấy nó không phải là sự đau đớn khủng nhục, mà sự đau đớn vinh hiển. Nên sự đau đớn của Đấng Christ là dẫn sự vinh hiển mà. Để cho chúng ta chịu đau đớn với Ngài, hầu cho được vinh hiển với Ngài. Nhưng đau đớn để với Ngài, đau đớn cùng với Ngài. Thế cái đau đớn mà Chúa cho mình chịu đấy, không phải đau đớn của ma quỷ hay là của thế gian hay của xác thịt nó cho mình chịu đâu, mà đau đớn với Ngài. Anh chị em ạ, hai chúng ta nhận biết hai đau đớn này, có các loại đau đớn từ ma quỷ hay thế gian hay Babylon nó cho mình, vợ mình, chồng mình, con cái mình nó hoành nhẹ, nó bảo phải tập tu đi, phải đó, phải như thế đi, nó hành hạ mình ấy, xong rồi mình cứ tưởng đấy là đau đớn, thế là mà Chúa không nói thì chuyện đấy, mình tưởng thế là đau đớn chịu nhục. Như nhiều người phụ nữ ở Việt Nam hay là người châu Á đấy, người Nhật, người Hàn chẳng hạn đấy, họ cứ bị lụy gia trưởng là chồng thôi, chồng quát là chửi rủa, thế là họ cũng chịu hết, xong đánh đập đủ cái thứ, họ cứ cắn răng họ chịu thôi. Đấy là đau đớn xác thịt chứ không phải đau đớn vinh hiển với Chúa, không phải đau đớn với Ngài. Chỉ khi mà chúng ta chịu đau đớn với Ngài thôi thì mới được vinh hiển với Ngài. Đấy cái điều này cần đây này. Tất nhiên trong quá khứ những người mà chưa tin Chúa đấy, khi chúng ta chưa tin Chúa, thì chúng ta trong quá khứ mà khi chúng ta chưa tin Chúa thì chúng ta còn chịu đau khổ, đúng không anh chị em? Chúng ta chịu đau khổ, bố ơi con xin lỗi nhá, vì chúng con đang cầu nguyện. Chúng ta luôn chịu đau khổ khi mà chưa tin Chúa đấy, thì nhiều đau khổ đấy thì chúng ta, nhưng khi tin Chúa rồi ấy, thì chúng ta phải biết chuyển hết cái đau khổ đấy sang Chúa Giêsu, tất cả đau đớn đấy sang Chúa Giêsu để mặc nó vinh hiển và nghe theo Chúa đấy, để thấy rằng cái đau đớn nào là Ngài không cho phép, còn cái đau đớn nào thì Ngài bảo đây cái phần này con vẫn phải giữ đây. Amen chị em. Amen. Rất chưa phải lọc đấy, khi vừa tin Chúa xong chúng ta lọc hết anh chị em ạ. Khi vừa tin Chúa Giêsu xong nhá, lập tức là đời sống chúng ta sang trang mới luôn. Tức là từ số 0 có thể nói thế. Thế bây giờ mình từ số 0 bắt đầu mình mới nhìn lại hiện tại cái vị trí của mình số 0. Ồ mà chẳng có gì hết, tất cả là còn là mình reset hết đấy, bùm hết luôn. Tất cả ý tưởng cái này chỗ đây bùng phát về số 0. Xong rồi bắt đầu làm lại bây giờ nhìn xem xung quanh có gì nào. Đây có cái này 1 2 3 4 bắt đầu lọt lôi lại xem cái 1 cái 2 này. Cái này không dùng được, cái này dùng được, ok cho vào đây. Cái này tẩy đi rửa gì tí thì dùng được, cho vào. Còn nếu không tẩy rửa đấy thì không cho vào nữa. Thế là tẩy rửa và lọc nó ra. Thế nhiều người khi tin Chúa xong họ không học hành đến nơi trốn cả, họ không hiểu cái gì cả, họ vẫn giữ luôn cái quá khứ cũ luôn và cách sống cũ ấy vẫn giữ luôn. Nhưng mà khi sinh lại thì phải nhận thức rằng đặc biệt cái điều này nhé, để sau này anh chị em mà dẫn dắt ai đến với Chúa đấy anh chị em, mà nếu họ học theo mình đấy để được cứu đấy, thì anh chị em phải nhớ đấy, phải reset lại ngay từ đầu. Amen anh chị em. Amen. Như là đôi lúc anh chị em mua cái điện thoại nào mà anh chị em dùng second hand thì biết, tôi mua điện thoại hay máy tính nào đấy, tôi hay dùng đồ second hand thôi, tôi không đồ mới đắt gấp mấy lần. Thế mình mua cái đồ second hand thì mình mua về thì lập tức là mình cài lại hệ điều hành, đúng không, xóa hết tất cả các phần cũ của họ đi luôn, hay thậm chí điện thoại cũ đấy mình về phát mình reset lại nó về cái trạng thái của nhà sản xuất từ ban đầu luôn, reset hết lại luôn, xóa hết tất cả cái cũ đi, thì cũng vậy thôi. Khi mình tin Chúa xong đấy thì xong, reset lại về ban đầu của cái đấng nhà sản xuất là Đức Chúa Trời, reset lại từ số 0, xong có cái gì ấy, thì lôi ra cái trước cái cũ
Ok, nó có cái chương trình phần mềm ở đấy, Skype hay là Viber gì đấy. Ok, mình cài lại. Mình lấy ra cài lại theo cách mới của mình, chứ không theo cách cũ nữa. Amen. Amen. Đấy, thì cũng tương tự như vậy, khi mình tin Chúa xong, mình sẽ set hết tất cả. Xong bây giờ vợ vẫn còn mà, không bỏ được. Ok, thì đưa vợ về đây. Mà bắt đầu xây dựng lại quan hệ vợ cho đúng, hay là chồng cho đúng, hay con cho đúng. Rồi tài chính, trước đây còn về số 0 thôi mà. Thì bây giờ, nhưng mà trong túi mình vẫn còn đống tiền đây, trong tài khoản mình vẫn còn đống tiền này, một đống công việc này. Ok, phải lôi ra, xếp lại. Về tài chính, về xử lý ra sao, quản lý tài chính như thế nào, công việc mình xử lý ra sao, đấy thì xét lại hết. Và đến một cả quá trình, tất nhiên không phải ngày một ngày hai mà chúng ta làm được một đống việc như thế được, nếu thì quá lớn. Nhưng chúng ta phải nhận thức được điều đó để mà reset lại và lập trình sắp xếp lại hết. Và khi làm như vậy rồi chắc chắn bị đau đớn rồi, bị đau đớn là có sự cắt cắt lìa, có lúc phải bỏ đấy, có lúc phải phải ruồng, phải là cắt bỏ đi, bỏ Isaac đi. Và Chúa u cái hồi này cả từ cái hồi mấy chục năm nay con cứ dùng cái này suốt, nó không cắt đi, ta không thích cắt, cắt đi thôi, thế là phải bỏ. Và chịu đau đớn, và khi chịu đau đớn cùng với Chúa rồi thì sẽ được vinh hiển với Ngài. Và ngày hôm nay chúng ta cầu nguyện cho các nan đề nhu cầu mà, thì đấy các nan đề nhu cầu đấy chúng ta biết rồi, ngoài cái nan đề nhu cầu mà chúng ta giống Ngài, cần Ngài, đấy là một chuyện hiển nhiên rồi. Chúng ta vẫn cầu nguyện và Chúa nhắc nhở qua đoạn kinh thánh này ấy, để các nan đề nhu cầu nào đấy mà của con đấy thì phải xem lại đi con mắt của lời Chúa, xem cái sự đau đớn, cái nan đề nhu cầu nào đối với chúng ta cũng có sự đau đớn, đúng không anh chị em, đúng không ạ? Nó cũng làm cho chúng ta cũng buồn bồi chồi, nó cũng để chúng ta lưu ý đến ít nhiều nào đó, nó cũng gây chúng ta sự đau đớn ở đó. Thì tất cả các nan đề nhu cầu đấy chúng ta phải vui chiếu hết để cùng với Chúa, cùng với Chúa, để chúng ta biết rằng chúng ta không bao giờ bị cô độc trong mọi nan đề nhu cầu nào đó đâu. Vì Chúa đã để cái nan đề nhu cầu đấy, là Chúa có ý định nào đấy tuyệt vời mà chúng ta cần phải nhận biết qua cái nan đề nhu cầu đấy. Và chúng ta chỉ có nhịn nhục thôi, chờ Ngài thôi, chờ Ngài đến thôi. Mình cứ biết là cái quy luật, quy tắc phải theo luật của Chúa. Đừng có mà chạy cần đẹp chạy chiếc ô tô. Chúa hứa đi thì cứ nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Đừng có bỏ chạy, cũng vội vàng, cuống quyết gì cả. Nếu Chúa hứa thôi thì cứ bình tĩnh. Amen. Không cuống quyết gì cả. Các chị em nhé, đã có giao ước với Chúa rồi mà. Tôi có giao ước với Chúa chuyện đấy rồi, bình tĩnh. Chúa hứa với tôi trước đây là ngươi sẽ đi, không phải chạy, không phải vội vã gì cả. Vì Đức Giê-hô-va đi trước đi sau thì giữ ngươi. Ở trong sách Ê-sai thì phải. Tôi không nhớ đoạn nào đâu. Nhưng mà xem nhé, thì xem vội vã chứ nào nhé. Đoạn đây đoạn nào. Và xem đoạn nào không. Từ sai về sai chứ nào nhé. Đi trước. Đoạn 52 câu 12. Và các ngươi đi ra không cần phải vội vàng, cũng không cần phải trốn tránh, vì Đức Giê-hô-va sẽ đi trước mặt các ngươi, và Đức Chúa Trời của Israel đi sau gìn giữ ngươi. Vậy thôi. Khoảng độ 20 năm, hơn 20 năm trước đấy, tôi nhận cái lời này của Chúa. Mình biết là mình cứ đi vào cái đất nước của mình đấy, mình sẽ không đi vội vàng, không phải trốn tránh. Đi trước, đi sau là Đức Chúa Trời hết làm hết cho mình rồi. Vì thế mà tôi cứ đi bình an thế thôi, chẳng có cuống quyết gì cả. Về Việt Nam mà cộng sản nó muốn bắt ấy, cứ hại bỏ trốn đi, cháu đi trốn cả. Tôi đến đây, những người đấy họ tìm mình mà, thì họ là cơ hội để mình động đến họ để họ được cứu. Họ là chính trị gia, ok. Họ là an ninh công an, ok. Là cơ hội để mình chạm vào cái lĩnh vực chính trị rồi gì nữa, an ninh quốc gia đấy. Chứ bây giờ an ninh quốc gia nó đến nó tìm cơ đốc nhân cứ bỏ chạy. Thế là cơ đốc nhân không có cơ hội để chạm vào cái lĩnh vực an ninh quốc gia hay là chính trị. Anh em hiểu ý không? Anh em hiểu ý tôi nói không ạ? Dạ. Thế mà cứu được cái lĩnh vực đấy, ít nhất mình phải có sự
động chạm với họ, mà động chạm trong tình yêu thương nhá, động chạm trong sự nhận biết, trong ý thức ấy, không phải động chạm bởi vì trốn mãi không được, thôi bắt nó bắt mình thôi phải chạm thôi, thế là chuyện khác. Cái đấy sẽ không mang cái gì cả, cái sự tiếp xúc như vậy lại là bất lợi cho mình, nhưng sự tiếp xúc mà chủ động cơ đấy thì mới mang lợi cho mình, là mình nhận thức được chuyện đó. Nếu Chúa không bảo mình tránh ấy, thì mình không phải tránh đi cả. Nếu Chúa nói mình tránh thì chuyện khác. Đôi lúc Chúa bảo mình tránh như Chúa Giêsu đã từng làm đấy, khi mà Joseph và Mary mang nặng đẻ sinh cái gì nhỉ, đẻ ra ngài đấy, để mang ngài sang Egypto để trốn. Hay là khi mà mọi người tìm cách ném đá Chúa Giêsu ấy, thì ngài trốn khỏi họ, đúng không? Ngài cũng nói một số đoạn như thế. Có lúc cần phải trốn, nhưng mà Chúa biết lúc nào, chứ không phải lúc nào cũng trốn. Nên cứ bình an, đi Chúa, đi thánh linh là dẫn dắt mà. Thì Chúa nói thế, vì tất thảnh kẻ nào được thánh linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt, đều là con Đức Chúa Trời. Hay ngược lại đây, tất cả những điều, những kẻ nào là con trưởng thành của Chúa Trời thì đều được Chúa thánh linh dẫn dắt. Hai cái đấy, nó như vậy. Nên Chúa thánh linh dẫn dắt mình, và Chúa dẫn dắt mình ấy, thì bằng chứng ở trong lòng mình sẽ nhìn thấy sự bình an, khẳng định sự bình an, sự vui mừng. Mà sự bình an của Chúa là vượt quá mọi sự hiểu biết mà. Thành thử là ở ngoài phân tích như thế này, logic được thế này, làm sao mà vui mừng được, làm sao bình an được. Nhưng mà cái sự bình an này không diễn tả được, trí nó không hiểu được cái chuyện của nó. Còn bình an trong lòng nó có rồi. Hallelujah. Nên là yên tâm, yên tâm, phó thác vào trong tay của Chúa, phó thác cho tay Chúa. Thậm chí là ngay kể cả đấy, mà chúng ta phó thác, kể cả chúng ta biết rằng kể cả chúng ta có sai đấy, thì nó vẫn rơi vào trong tay của Chúa mà. Anh xem ạ, đừng có sợ sai nữa. Để nhiều người vì họ sợ sai, thì họ không dám hành động. Vì họ sợ sai mà. Nhưng họ không biết rằng tất cả mọi sự hiện lại đều có ích cho người yêu mến Chúa. Kể cả người sai chẳng nữa, nhưng cứ yêu Chúa đi. Thì người có cái hệ quả nó sai, thì Chúa vẫn làm cho nó vững, nó đứng dậy được. Amen. Chúa biến cả cái điều sai thành điều tốt cho mình. Tại vì là, tôi biết là tất cả tạo vật đấy, cũng như cả sai cả đúng ấy, đều nằm trong tay của Chúa hết mà. Chạy đâu được. Nằm trong tay của ai thôi. Chú hiệu chỉnh được hết, tất cả hiệu chỉnh được hết. Chẳng có gì khó khăn cả với ngài, vì chẳng có điều gì với ngài là không thể được cả. Và đối với kẻ tin mà đều được cả, nên tin Chúa trông cậy vào Chúa hoàn toàn thế, mà đều được cả. Chúng ta không lo lắng thế, không lo lắng. Amen. Tạ ơn Chúa. Sakadavara judu Chúa, Chúa nhìn thấy tất cả các nan đề nhu cầu còn dùng chúng con cho. Và tạ ơn Chúa với cái nhu cầu nan đề mà Chúa cho chúng con đó, Chúa. Nó chính là những cơ nghiệp mà chúng con cần phải có để chúng con cùng mặc cái sự đau đớn cùng với ngài, Chúa ạ. Ô, vì chúng con cái kế tự cơ nghiệp của ngài mà, Cha ơi, và cái đồng kế tự với con ngài là Đấng Christ Chúa của chúng con. Ô, vì vậy mà cả cái sự vết thương đau đớn của ngài, cả vết sẹo của ngài mà ngài đã chịu cho chúng con đó, Chúa ạ, thì chúng con cũng phải mang trên mình, Chúa ạ, mang trên đời sống của mình, mang trên xác thịt của mình, Cha ơi, để chúng con chịu khổ về điều đó, để chịu đau đớn cùng với ngài. Nhưng chúng con không chấp nhận chịu đau đớn theo kiểu thế gian, đau đớn của ma quỷ, của bần lùn, Chúa ạ. Nhưng chúng con chỉ chịu đau đớn là mà ngài muốn và ngài cho phép và ngài để cho đời sống chúng con thôi, Chúa ạ. Ô, ra sẵn để đẹp lòng Chúa, để cho chúng con được vinh hiển với ngài như ngài muốn, vì Chúa muốn cho hội thánh Chúa được vinh hiển, muốn cho nàng dâu ngài được vinh hiển, Chúa ạ. Ô, ra sẵn cả đa ba đây. Chúng ta tạ ơn Chúa vì con người cũ chúng con, con người Babylon đó, nó không làm cho chọn luật pháp ngài được, Chúa. Nhưng tạ ơn Chúa sự đến, sự chết của ngài đã đóng đinh cái con người cũ đó. Ngài đã chết trong xác thịt cho chúng con, Chúa, để khiến chúng con cũng hiểu điều đó và cũng chết bệnh xác thịt, chết con người cũ chúng con đi, Chúa, mặc sự khổ của ngài. Ừ, trong đời sống trên đất này, trong danh Jesus Christ. Vì vậy tất cả nan đề, mà khi chúng con nhìn thấy tất cả cái gánh nặng, tất cả sự khổ hạnh đó, tất sự đau đớn trong sinh nở, đau đớn trong gánh nặng đó, Chúa ơi, để chúng con phân tích ra và nhìn thấy được nó, để bóc tách và hiểu được do rõ ra cái bản chất của nó, hiểu do ý định của ngài trong tất cả nan đề nhu cầu đó, Chúa ạ. Hallelujah. Sakadabadim, Chúa ơi, chúng con là người được ngài dẫn dắt, thánh linh của ngài trong chúng con, không ban chúng con thần trí của sự tôi mọi để mà còn sống trong sãi đâu, Chúa ạ. Nhưng thần trí ở cho chúng con là thần trí được làm con, Chúa ạ, để chúng con gọi với ngài là Abba, Cha dấu yêu chúng con. Nếu cha ôi mẹ ở loài người là cái loài xấu xa mà vẫn còn cho con cái mình và tốt thay, huống chi Cha trên trời, thì tuyệt vời thế nào nữa cho chúng con nữa. Ngài sẽ ban điều tuyệt vời nhất, tuyệt vời nhất, tuyệt vời nhất, Cha ơi, cho chúng con. Ý muốn của ngài đối cùng chúng con luôn luôn là tốt lành, đẹp lòng, trọn vẹn, Chúa. Hallelujah. Ra sự cuối cùng chúng con luôn luôn là tốt, Chúa ạ.
Chúa khiến tất thảy những kẻ thù nghịch phải xếp dậy bên chân chúng con. Cảm ơn Chúa. Tất thảy những kẻ thù nghịch nào mà Ngài gửi đến để nhu cầu đó, Chúa ạ. Ô, để chúng con chiến thắng nó và chúng phải xếp dậy bên chân chúng con, Chúa ạ. Và qua cái này nhu cầu đó, ô, chúng con ô mở được cái cửa ngõ và các lĩnh vực và các nền miền đất hứa. Ô ra của những nan đề đó, ô ra sakarabando để mà xâm nhập vào cái miền đất hứa đó, để chiếm lĩnh miền đất hứa đó, Chúa ạ. Khi chúng con đánh thắng qua cửa ngõ rồi, chúng con tấn công vào bên trong và chúng con sẽ chiếm tất thảy của lợi chiến lợi phẩm nơi đó. Ô đánh hại tất thảy những kẻ cầm giữ, ô rasa đánh hại tất thảy những kẻ mạnh sức giữ nhà, ô rasa kadabaraba vì tất cả cửa ngõ đó, ô những kẻ mạnh sức nó đứng ở cửa đó, chúng đập chết hết đó. Ô con người cũ của chúng con, đấy con đại dâm phụ, ô nó chỉ có tìm cách để thông dâm với dâm phụ là những con quỷ ở ngoài thôi, cho đập chết con người đó. Ô và gọi lửa thạch độ Ngài thiêu đốt nó, cho thiêu đốt tất thảy quan hệ của nó, tất thảy mọi thư từ liên lạc của nó trong tâm linh với nhau, cho đập chết hết và đốt sạch nó ra trong danh Jesus Christ. Tất thảy những hạt giống ô ra Satan mà quỷ Satan và các quỷ đã từng ô hiếp đáp, ô nó đã từng dâm dục với nó, dâm phụ với nó, ô để mà đẻ ra ô các con nhỏ tiếp nữa, chúng con nạo hết ra, ô chúng đốt sạch hết tất cả, nạo hết tất thảy các con nhỏ ra và đập chết con người cũ của chúng con. Ô con người cũ của chúng con, ô ra sao chúng đốt nó trong lửa. Và không những thế nữa, chúng con đốt nuôi hết cả con người cũ của bên trong hạt giống, ô ra sao cả đấy hạt giống của quỷ với cả hạt trứng của cái con dâm phụ ở trong chúng con đó, con người cũ đó, chúng con nuôi ra đốt sạch hết trong thành Squid để không còn cái gì còn sót lại cả, cha. Ô tạ ơn Chúa, Sakadabaramuka, chúng con nuôi mình trong thành kính của Ngài, cho mặc mình, ô mặc lấy tất cả sự khó khăn, sự đau đớn đó của với Ngài, Chúa ạ, để sinh nở cho Ngài, Chúa ạ. Ô sinh nở, ô qua cái nan đề nhu cầu đó, ô Ngài cũng chỉ chúng con nhiều con người, nhiều dân tộc, Chúa ơi, nhiều cộng đồng, ô nhiều nhóm người họ cũng nhu cầu nan đề đó, Chúa ạ, để chúng con được trải nghiệm qua cái sinh nở đau đớn, cái nan đề nhu cầu đó, thì chúng con cũng mặc lấy sự làm gia chủ và chúng con có kinh nghiệm để đỡ đẻ, ô kinh nghiệm, ô ra sao để mang thai, kinh nghiệm đỡ đẻ, kinh nghiệm để mà chăm sóc thai nhi nữa, Chúa ơi. Ô ra sao đỡ đẻ cũng nuôi nấng cho tất thảy những nhóm người đó, những cộng đồng hay dân tộc đó, Chúa ạ, trong danh Chúa Jesus Christ, ở trong lĩnh vực đó. Hallelujah, cho cảm tạ ơn Cha. Ô vì Ngài luôn bình hiền. Ô Chúa ơi, Ngài thật kỳ diệu. Ô Ngài luôn mang chúng con những cái surprise, ô tuyệt vời, Chúa ạ, những cái món quà kỳ diệu của Ngài, ô được giấu ở trong những cái hộp đau đớn, những cái hộp thử thách, những cái hộp ô có bề ngoài vẻ ngoài rất khó chịu, Chúa ạ. Ô ra sao những kẻ mà không yêu đã thật thì lại bỏ chạy và vứt hết cái đấy đi, nhưng chúng con yêu đã thật và trong tất thể những cái hộp đau đớn đó, những cái bình đất có vẻ rẻ tiền đó, Chúa ạ, thì có những hòn ngọc kỳ diệu của Ngài, Chúa ạ, ở trong đó. Ô trong các nan đề, tất cả nan đề được giấu kín ở trong những cái đất dơ giấy bẩn thỉu, Chúa ạ. Ô rasakara, Chúa dùng chúng con, Chúa giúp chúng con để tẩy rửa nó, để đập nát cái đất đó, để móc ra từ đó cái lê ngọc, ô rasakara ngọc quý nhất nơi đó, Chúa ạ, tất cả cái tinh hoa tốt nhất, ô rasakara qua các nan đề nhu cầu đó, Chúa móc hết ra, Chúa ạ, và nhân bội nó lên trong thành Jesus Christ, Chúa dấu yêu. Ô tất cả nan đề nhu cầu chúng con, mỗi anh em chúng con đây, Chúa ạ. Ô khi chúng con đã nói hết ta với Ngài, dâng hết ta cho Ngài rồi. Ô ra sao và tin tưởng chúng con, tư duy chúng con cũng đã dâng lên cho Ngài và Ngài dò xét lòng dạ chúng con, biết tất nhu cầu cần dùng chúng con rồi, Cha ơi. Ô và chúng dâng tình nan đề nhu cầu anh chị em chúng con với Ngài, Chúa ạ. Ô ra sao kadabarabarabam yurusucho. Ô và nguyện sự sáng của Chúa qua chúng con để chúng con nhìn thấy rõ ràng chúng con thực sự là kẻ kế tự cơ nghiệp của Ngài, Cha ơi. Ô và thực sự chúng con kẻ đồng kế tự của Chúa Giêsu, Chúa ơi, để chúng con thắng cái nan đề đó, thắng tất cả kẻ thù của chúng con cả trong cả ngoài qua cái nan đề đó, Chúa ạ. Ô mà được cứ dâng các nước làm cơ nghiệp, Chúa ạ. Ô ra saka da barabun yusu chua la barabarasaka, cho con tạ ơn Chúa vì tất cả nan đề đó, những cái trampoline, những cái giàn nhảy, Chúa ạ, để chúng con được nâng cao. Ô những cái bệ nhảy, Chúa ạ, bệ phóng để chúng con được nâng cao hơn nữa, Chúa ạ, tạ ơn Cha thật nhiều. Ý muốn Ngài thật kỳ diệu. Ô rasakadabarabara, chúng con yêu Ngài, chúng con yêu Ngài thật nhiều, Chúa ạ. Ô làm sao cũng có thể không yêu Ngài được, Chúa ạ. Ngài thật là kỳ diệu, Ngài thật là diệu kỳ, Ngài thật tốt lành, Ngài thật là đẹp, tuyệt vời, Chúa ạ. Ô rasakadabarajiribiri, chúng con yêu Ngài, yêu Ngài, Chúa Giêsu yêu Ngài thật nhiều. Hallelujah. Ô rasakadabarabarajiribiri, lòng con thiết tha cảm ơn Giêsu, lòng con thiết tha cảm ơn Giêsu, lòng con thiết tha cảm ơn Giêsu, lòng con ghi nhớ ơn của Ngài
và con chỉ biết cảm ơn đây lòng con ghi nhớ ơn ơn huyết Chúa nơi Gô-gô-tha. Ơn Chúa phụng sinh cho chúng con bàn chiến thắng trong cuộc đời. Đây lòng con ghi nhớ ơn ơn huyết Chúa nơi Gô-gô-tha. Ơn Chúa phụng sinh cho chúng con bàn chiến thắng trong cuộc đời. Amen trời. Chào thầy yêu, tạ ơn cha. Ô vì có nhu cầu một ngày để đi cho chúng con. Ô Chúa nhìn thấy cái nhu cầu của Ukraine này chưa ạ? Không phải tự dưng ngài đặt để cái nhu cầu trên Ukraine này nữa Chúa ơi. Ô không phải tự dưng mà ngài đặt con chị bé ở trên Ukraine này chưa ạ? Ô không phải tự dưng ngài để cho anh chị em con Việt Nam và Hoa Kỳ nghe về Ukraine, cũng cả thế giới nghe về Ukraine và khiến cả Ukraine ô được nổ lên chưa ạ? Ô đã xa cả qua mọi sự này, ô để cho Ukraine này, ô đã xa cả để nhắc nhở rằng Ukraine ngài đã chọn như là con đầu lòng của ngài chưa ạ? Ô trong Israel đầu lòng của ngài chưa ạ? Trong tâm linh ô đã xa Israel này những cái nôi, những cái nôi của tình hình vương quốc của ngài chưa ạ? Từ đây đây sẽ đi qua chưa ạ? Orasa Kadabara từ đây đi qua chưa ơi? Orasa Eli đã bị đuổi bắt chưa ạ? Và Eli đã phải chạy trốn. Orasa Kadabara nhìn chúng con đang thế hệ sau Eli chưa ơi? Chúng không chạy như Eli đâu. Orasa mà chúng con thế hệ mà mang sự phán xét đến nhà Ahab và nhà Jezebel chưa ạ? Eli đã bị Jezebel bỏ đuổi bắt và phải bỏ chạy chưa ạ? Orasakara nhưng mà chúng con ô là dòng giống sau, ô là con thuộc linh của Eli chưa ạ? Orasakara được sử dụng gấp bội và chúng con diệt nhà Ahab, nhiệt giả diệt nhà Jezebel chưa ạ? Và chúng con sức dầu Jehu, sức dầu cho ô Hasael, Orasa sức dầu Orasakara barabara cho là barabara như vậy, Orasa cho Elise, Orasakara barabara như để làm sự phán xét phán định của ngài đã định ô trong ngày lớn lên đó để phán xét Babylon trong thành vừa dù. Cảm tạ ơn Chúa. Ô chúng chúc phước cho dân tộc Ukraine, dân tộc Nga cho ạ, chúc phước cho các dân tộc mà nghe đến chiến tranh giặc giã của Ukraine cho ạ và Nga. Ô để họ nhìn thấy điều đó, ô để biết được Đức Chúa Trời quả thật là Chúa của dân Israel này cho ạ. Ô và trận chiến thuộc về ngài, còn trận thắng thuộc chúng con cho ạ, để một sự vinh hiển dâng cho ngài. Hallelujah. Chúa ơi, để ngài được vinh hiển qua chuyện này cho ạ, để các dân các nước đều phải mở mắt ra thấy quả thật Đức Chúa Trời là đấng hàng sống, quả thật Đức Chúa Trời là Chúa của Israel, của Ukraine. Ô Rasakarava và những kẻ trông cậy vào Đức Giê-hô-va thì chẳng hề hổ thẹn. Chúa ơi, để ngài khẳng định lần nữa rằng Ukraine là cái nôi của tin lành vương quốc của Đức Chúa Trời. Ô Rasaka và Nga cũng vậy chưa ạ? Ô cả hai anh em đó sẽ hiệp lại với nhau chưa ạ? Cả nhà Juda và nhà Israel đã hiệp lại cùng nhau chưa ạ? Ô Rasaka cái gậy, Joseph gậy Juda sẽ hiệp lại với nhau thành một gậy trong tay của chúng con, trong tay của ngài chưa ạ? Shakada Barabara để chúng con giao giảng tin lành vương quốc của Đức Chúa Trời khắp thế gian này chưa ạ? Trong danh Chúa Jesus Christ. Vì vậy tất thảy mọi cản trở, ô mọi tấn công của ma quỷ Satan, chúng con bóc lột nó ra, chúng bóc trần nó ra, vì cái con đại dân vụ đây nó nói rằng chẳng ai biết nó cả, chẳng ai nhìn thấy nó cả. Ô nhìn chúng con đã nhìn thấy nó rồi, chúng con nhìn thấy cái âm mưu của ma quỷ đó, ô Rasaka để mà ngăn cản tin lành vương quốc của Chúa được bày tỏ ra thôi, Chúa ơi. Ô và bao năm nay chúng nó tìm cách phá hoại hội thánh trời đại sứ quán nước trời của ngài, phá hoại đời sống sư sanh đây chưa ạ? Ô nó thì phá hoại gia đình ông, phá hoại chức vụ của ông ở đất Ukraine này chưa ạ? Nên cái bằng cớ ô để ma quỷ nó nỗ lực nó kinh hoàng tin lành vương quốc người ta sao? Ô là sakarabat yuroso karabat, nhưng còn chúng con đây là những kẻ mà ngài sai đến, những kẻ mà ngài sinh lại, những kẻ mà ngài dẫn dắt, những kẻ mà ngài gọi là kẻ mà mạnh sức, những kẻ làm theo mạng lệnh của ngài chưa ạ? Với thẩm quyền tối đa mà ngài ban cho cả trời cả đất chưa ạ? Ban cho chúng con. Ô là sakarabat cho đập nát hết tất tẩy âm mưu kẻ địch, ô cho lôi tất âm mưu cả địch ánh sáng và đốt âm mưu đó và đốt cả cái đó trong lửa thạch lộ trên toàn năng chúng con. Hallelujah, ngợi khen Chúa. Ô mọi vinh hiển dâng cho ngài. Ô trong danh Chúa Cha, Chúa Con, Đức Thánh Linh. Amen. Amen. Tạ ơn Chúa, cảm ơn chị em. Amen. Người tắt đi coi. Tắt mic rồi đi. Tắt rồi hả? Đó. À.